này thợ kế còn chưa ăn nước buổi, bếp ta chưa nhóm thì đã đói rồi. Dạ cháu chào bác. Ủa, chào cháu. Cháu đây là dạ thưa bác, dạ cháu là bạn của con đó má. Đây là cậu Duy, con nhà giàu đẹp trai học giỏi nhất ở chợ huyện, ai ai cũng biết á. Anh Kiệt này cứ nói giỡn hoài à. Ôi thằng con của bác á, có sập nhà sập cửa nó cũng cười được nữa cháu ơi. Già cái đầu mà chứ y như là con nít vậy à. Chứ sao, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Con nhà nghèo thiếu ăn thiếu mặc, không cười hoài rủi nó ốm sao. Thôi đừng có nói tầm phào nữa. Có khách tới nhà mà cứ để đứng ở ngoài sân nghe mày nói điên hoài vậy đó hả? Dạ con là con cháu trong nhà chứ khách khứa gì đâu bác. Bác cứ để cho con được tự nhiên. Con đã nói là bạn của con thì nó cũng bình dân ca kịch đoàn như con vậy thôi, có gì đâu mà phải lo. Vậy cháu với thằng Kiệt là bạn bao lâu rồi? Sao bác không nghe nó nói tới? Mà hình như cháu cũng chưa đến chơi nhà bác lần nào phải không? Dạ phải, vì bận học trên tỉnh ít khi về nhà. Hè năm rồi con mới quen với anh Kiệt đây. Lúc đó con bị trễ xe, đang lội bộ thì may đâu con gặp ảnh. Thấy tay xách nách mang nên ảnh mới thương tình, dừng xe lại rồi cho con được qua vàng. Tới nhà con mới hay ảnh chở mương cho gia đình. Vậy cháu là con của bà Hương ngoài chợ huyện à? Dạ, cháu thứ ba cũng là con út trong nhà. Hồi đó bác trai đây làm mướn cho ông bà. Anh em của cháu vừa lên 4 lên 5, vậy mà bây giờ đã là thanh niên khỏe đẹp. Má nói chuyện vòng vo rồi một lát cũng quề tiền. Từ đó đến nay gần 20 năm rồi, không lẽ thằng bé ngày nào cứ bé mãi hay sao? Ý bác nói là thời gian trôi mau quá đó mà. Anh sao hay bắt bẻ quá à? Thôi bây giờ anh đi kiếm mồi được chưa? Cái gì? Kiếm mồi hả? Cha bộ mày tính nhậu rượu nữa hả Kiệt? Trời ơi, ho ra máu một lần rồi chưa tởn sao ông con? Dạ không phải vậy đâu bác ơi. Tại bữa nay con rảnh nên con rủ anh Kiệt về đây đi câu cá một bữa. Anh nói khúc sông này nhiều cá lắm, con kêu anh đi kiếm mồi câu cá chứ đâu phải kiếm mồi nhậu. Bởi vậy lúc nào má cũng làm con mất uy tín hết rồi. Con đã thề với má là con không uống rượu nữa, là không uống nữa. Má thấy nào, lúc này con khỏe không? Bữa nào con vô hội chợ xin đấu võ đài cho má coi nè. Thôi, má biết rồi. Mới nghe hai chữ kiếm mồi là má giật mình nghĩ bậy vậy mà. Bác hỏi cháu vậy nha, mà bác không bị ám ảnh sao được? Mới 3 năm trước, không hiểu gì sao nó đâm hư hỏng ngang xương. Suốt ngày đêm kiếm bè bạn anh em, có tiền cũng nhậu, không tiền cũng nhậu, rồi mang nợ đến ngập đầu, bệnh liệt mấy tháng trời. Nhưng rồi sau đó con thấy mình ngu, nghe lời má cái con ngu cho làm nợ nần đã trả xong. Nhưng sao anh lại đâm ra nhậu nhẹt, làm mẹ khổ cho gia đình. Tại vì nó thất tình. Cái gì? Thất tình? Nữa má nữa. Chuyện xưa như trái đất mà má cứ nhắc lại hoài. Thằng Di nó cười con kìa, má thấy không? Tôi cười thông cảm chứ đâu phải cười ngạo anh đâu. Lớn lên thì phải biết yêu, mà đã yêu thì sao tránh khỏi chuyện buồn đau thất vọng, dù chỉ một lần phải không anh? Đó, chú mày đúng là tri kỷ của tao à. Nè, đợi tao một lát ha. Để tao ra bụi chuối đào một lon trùng rồi cái mình đi câu ha. Kiệt à, hổm rài mưa xình lầy dữ lắm con. Hay là con vô lấy bộ đồ của con cho cậu Duy thay đỡ, để không thôi lỡ trợt chân té rồi dơ bộ đồ mới uổng lắm mà. Dạ không sao đâu bác à. Cãi nữa, mặc bộ đồ xình lầy như vậy đi ra ngoài chợ huyện không có giống cái con giáp nào đâu. Theo tôi mau lên đây. Dạ con xin phép bác. Lấy bộ đồ má mới giặt để trong tủ đó nghe không con. Má, con mới về. Ủa, đi cái gì mà mới giờ này đã về rồi con? Tại mấy ông cày mướn làm ẩu á, chủ đất bắt họ cày lại, cho nên đám thợ cấy tụi con á đành phải ở không một bữa. Nè má, thấy gì không? Gì vậy con? Cho má nè. Cái gì mà một gió đầy vậy? Má biết không, mới nghe bữa nay mừng diện hà, đám tụi con hả tiếp công hùi hụi hà. Mới bèn rủ chị rủ em ra ruộng đứng mò cua bắt ốc á. Má coi nè, mỗi đứa một giỏ đầy á. Con nhỏ này
suốt đời vất vả, được nghỉ một ngày không có lo dưỡng sức, con làm như mình đói tới nơi rồi. Mất tiền công một ngày, có nó bù vô đỡ tiền chợ chứ má. Dư đồng nào để dành đồng đó, phòng khi hữu sự mà. Trời đất, bộ mày tính cả ngày hôm nay mày cho tao ăn cơm với cái vỏ ốc đắng của mày hả hoài? Chứ sao, ai biểu anh là dân ruộng mà mày đặt chơi ốc bu ốc đắng. Ăn không được thì em sẽ đâm cho anh một chén muối ớt, chứ không có để anh ăn cơm lạc đâu mà lo. Mày biết tao sợ ăn nó rồi mà sao mày còn đem nó về đây chi vậy? Anh không ăn thì em với má ăn. Mà mấy con ốc này nó có gì đâu mà anh sợ dữ vậy chứ. Còn mấy cái con trùng này chắc nó cắn mày đâu mà mày sợ. Quý kìa, biết em nó sợ trùng mà còn chơi vậy đó hả? Nè. Ủa, bộ nó cũng biết sợ trùng sao? Anh còn đứng nó cười nữa hả? Cho anh biết tay tôi nè. Nhà có hai đứa tụi bay à, mà ta chịu không muốn nổi vậy á. Vậy mới vui chứ má. Nè, được, để con đi lấy cần câu. Bác à, con mặc bộ đồ này bác coi có giống nông dân không bác? Bộ đồ thì giống, nhưng còn nước da thì hơi thiếu chất phèn đó nghe. Lội ruộng vài lần thì giống chứ gì bác. Cho anh chết nè. Trời đất ơi, mèn ơi hoài, có làm gì vậy? Ủa, con tưởng... Ôi sổ cái quá mạng rồi em ơi. Bởi người ta nói ở hiền thì gặp lành mà. Cháu, có sao không cháu? Tại em nó tưởng cháu là thằng Kiệt đó. Dạ không sao đâu bác, đi câu một hồi thế nào cũng ướt mà. Anh cho em xin lỗi nghe. Tại vì... Không sao đâu, không sao đâu mà. Lần đầu tiên gặp em gái tao là nó có một cái kỷ niệm khó quên rồi. Ủa, sao cái mùi gì mà kỳ kỳ vậy? Con hoài mày lấy cái nước gì mà mày tạt vậy? Nước gì? Nước rửa chén. Trời đất ơi trời, tại mày đó cái thằng quỷ sống. Thôi bà, mà khóc cái gì? Bà là mẹ mà không hiểu được tánh ý của con. Nó mặc cảm tàn tật, không muốn giao tiếp với bất cứ một ai từ nào tới giờ. Vậy mà bà không biết sao mà còn bày đặt mối mai cưới hỏi. Nó nổi giận với bà là phải rồi. Nhưng chẳng lẽ ông cam tâm để con mình sống âm thầm lặng lẽ hoài như vậy hay sao? Ông không thấy nó còn sống mà như một cái bóng ma ở trong nhà này hay sao? Nó là con của tôi mà. Cứ nhìn nó như vậy hoài, làm sao mà tôi chịu nổi? Bộ bà tưởng tôi không biết thương nó sao? Tôi không lo lắng cho nó. Trong nhà này hễ nó muốn gì là được nấy. Tôi đã từng chiều chuộng tất cả những đòi hỏi của nó, dù là phi lý. Nhưng đây là một chuyện vô cùng tế nhị mà bà không bàn trước với tôi. Tình thương thiếu cân nhắc của bà đã chạm vào nỗi đau to lớn của nó đó. Bà có biết không? Tôi nghĩ trong cuộc đời tôi đâu có gây những điều tội lỗi, mà số phận đau buồn sao lại đè nặng xuống con tôi. Thân thể tật nguyền lại nay ôm mày đau. Bác tiền dư giả ruộng bát ngàn cửa rộng nhà cao, có bù đắp được cho nó đâu. Ông trời nở gieo cho nó nhiều bất hạnh, nên tôi yêu quý nó nhất trên đời, tìm mọi cách đền bồi. Bà muốn gì cũng phải đợi thời gian để tập cho nó dần quen. Đừng nên làm
những chuyện đã rồi càng làm cho nó giận hờn. Sao chuyện này tôi ân hận, biết làm sao dỗ đây. Chuyện đó bà để tôi. Từ nay trở đi bà đừng bao giờ nhắc tới cái chuyện cưới vợ cho nó nữa nghe. Chỉ cần nó đòi gì vợ chồng mình chiều theo cho nó vui. Còn chuyện cưới vợ sanh con nối dõi tông đường thì đã có thằng Duy, em nó chịu trách nhiệm. Tôi đâu có lo cái chuyện đó, mà tôi lo cho thằng con bất hạnh của tôi phải có tất cả những gì mọi người phải có. Tôi có tiền mà, tôi sẵn sàng làm được mọi điều đó cho con tôi. Nhưng mà nó... Dạ thưa ba má, con mới về. À, bữa nay không đi chơi sao mà về sớm vậy con? Dạ không ra về đây, con cứ lo đi chơi hoài, bỏ anh hai ở nhà một mình thui thủi, nên bữa nay con về sớm để trò chuyện với ảnh vậy mà. Ủa sao má buồn vậy má? Ờ thì cũng anh hai con đó. Anh hai con sao vậy ba? Thấy anh hai của con buồn nên má con mới nhờ Mai Dông dẫn một cô gái làng bên để qua thăm nhà. Má con định cưới cô này cho thằng Bảo, nó nổi giận đùng đùng đòi đập phá lung tung. Trời ơi, sao má không hỏi trước anh hai con? Anh mang trong lòng tâm sự héo hon, thì có bao giờ anh nghĩ chuyện vợ con? Tại má thương anh, con đang lặng lẽ đau buồn, má nghĩ chuyện này sẽ làm cho nó vui. Má biết không, một con người bất hạnh thường mang rất nhiều mặc cảm. Nhưng thôi, ba má cứ yên tâm đi, để con dùng lời khuyên nhủ anh hai con cho. Nay mai gì á, anh sẽ quên thôi mà. Má đừng có buồn nữa. Bây giờ anh hai con đâu rồi má? Nó la hét đập phá một hồi rồi nó đẩy xe ra ngoài giường ngồi khóc một mình ở ngoài á. Má năn nỉ cách nào nó cũng không chịu vô nữa. Má khổ quá Duy ơi. Má à, không sao đâu, má đừng có khóc nữa. Để con ra ngoài với anh hai con. Ba má cứ yên tâm ngồi đây nghỉ nha. Con đi ra với anh hai con một chút. Anh hai, em mới về nè anh hai. Hồi nãy ghé hiệu sách đó, em thấy có cuốn sách này hay nên mua về cho anh hai nè. Cuốn sách này em đã đọc rồi, hay lắm. Để em đọc cho anh hai nghe nha. Anh không muốn nghe. Anh cần yên tĩnh. Em đi đi. Hay là để em cõng anh hai ra ngoài chơi cho khuây khỏa một chút nha. Ở ngoài này vui lắm. Anh đã bảo là anh đang cần yên tĩnh, em nghe rõ chưa? Em đi đi. Đừng làm phiền anh nữa. Anh hai, có phải tại mấy ngày nay em cứ mãi đi chơi, em bỏ anh ở nhà một mình, cho nên anh buồn em phải không? Em xin lỗi anh, từ nay em sẽ không đi chơi nữa. Em sẽ ở nhà với anh suốt mùa hè này. Em không làm anh buồn nữa đâu. Đừng giận em nghe anh hai. Nghe anh hai. Duy. Dạ. Anh đâu có giận hờn em, mà anh đang giận cho cuộc đời của mình sao quá bất hạnh. Anh hai, có lẽ kiếp trước anh đã gây nhiều tội lỗi nên kiếp này anh phải chịu riêng mang nỗi đớn đau
định số phù phàng, chưa có được một ngày vui. Từ khi mở mắt chào đời, kiếp sống thừa tháng lại ngày qua, nỗi tuổi hờn không thể phôi pha. Tâm thân thì những gấm lụa là, mà linh hồn chẳng thành thơi. Đã sinh ra trong kiếp con người, giữa cuộc đời gặp lại có mấy ai không mang bất hạnh đọa đày. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Duy ơi anh muốn chết đi cho xong đời bất hạnh, sống mà chỉ một kiếp sống thường. Anh là nguồn vui, là hạnh phúc của gia đình, cả nhà không thể vắng anh. Nhưng chính bản thân anh đã tự thấy mình chỉ là gánh nặng đau thương phụ trùm lên tất cả. Là trăn trở của cha, là suy tư của mẹ, là vướng bận lo âu trong từng hơi thở đứa em hiền. Anh càng muốn yên thân trong kiếp sống tật nguyền, thì lại càng thấy mình vô cùng thừa thãi, như lớp bọt bèo trong dòng chảy của thời gian. Phải chi anh sanh ra đã vô giác vô tri, không biết buồn biết ước mơ và hờn dần. Như hòn đá kim với tuổi đời vô tận, dù sống ngàn năm vẫn không biết ưu phiền. Con người thì không ai là người thừa thãi, có chăng là họ tự biến mình thành một kiếp sống thừa thôi. Duy, em đừng an ủi anh. Anh đã nghe quá nhiều những lời vuốt ve an ủi, những lời đó bây giờ chỉ làm cho anh thêm buồn tuổi mà thôi. Anh hai, em không bao giờ cho phép mình nói với anh những lời an ủi vu vơ, mà em đang trao cho anh những lời nói của chính lòng em, sống bằng tâm sự của chính anh trong từng giờ mỗi phút. Em đã từng kể anh nghe, có biết bao người bất hạnh trở thành bậc vĩ nhân trong tầm tưởng loài người. Anh đang nằm trong lớp người mà xã hội và gia đình không ai có quyền đòi hỏi, thì anh cũng đừng đòi hỏi bản thân mình phải được như người lành lặn ở chung quanh. Nhưng điều đó có khác gì anh là một con người thừa thãi chứ? Anh nghe em nói nè, bấy lâu nay vì thương anh mà ba má đã bảo vệ anh như là một báu vật, anh lại là một con người, mà cái quý nhất của một con người là phải làm cho được những gì mà thiên hạ đã làm chứ. Nhưng anh thì làm được việc gì nữa? Anh còn làm được nhiều thứ lắm, rồi em sẽ bàn kỹ với anh sau. Còn bây giờ anh đừng giận nữa nha, vì sáng nay đó cũng vì má quá thương anh thôi. Từ nay gia đình sẽ không nhắc về chuyện đó nữa. Anh phải vui lên, đó cũng là một việc làm hữu ích mà anh phải làm cho anh, cho gia đình và cho cuộc sống. Duy, em... Để em để xe ra ngoài dạo chơi với anh nha, đừng tự nhốt mình nữa. Em tin chắc là hết mùa hè này anh sẽ vui vẻ yêu đời như bao nhiêu người khác cho coi. Mình đi nghe anh. Sao? Nhưng cũng kỳ thiệt á, lần nào gặp cô tôi cũng bị tai nạn hết à. Tại anh không cẩn thận, sao còn đổ thừa cho người ta nữa à? Mấy lần sau thì không cẩn thận, nhưng lần đầu tiên tại nhà cô đó, tôi tắm nguyên một thau nước rửa chén, không lẽ cũng lỗi tại tôi sao? Chứ tại ai nữa, tự nhiên mặc bộ đồ của anh Kiệt,
bữa đó làm cho người ta vừa sướng vừa run muốn chết luôn à. Biết đâu đó là chuyện duyên nợ thì sao? Hả? Anh mới nói gì vậy? Không, ý tôi muốn nói là nhờ anh Kiệt nên tôi mới biết được cô. Cũng nhờ biết được cô cho nên tôi mới có người để nhờ vả. Đó là duyên nợ chứ còn gì nữa. Anh mà đi nhờ vả em, em có biết gì đâu mà anh nhờ vả chứ. Vậy chứ cô đang làm gì dưới ruộng vậy? Thì em đang cấy mướn cho người ta. Bởi vậy cho nên tôi muốn gặp cô để nhờ cô qua cấy giùm thửa ruộng nhà tôi. Sao tự nhiên mùa này anh lại muốn nhờ em? Còn cam thở quen của mùa trước đâu rồi? Họ đi cấy xa nên về đây không kịp mà ruộng cày xong má tôi không thể đợi. Nghe anh Kiệt nói rằng cô còn bận bữa nay thôi nên tôi chạy qua nhờ cô giúp giùm. Nếu như thật sự anh cần thì em đây sẽ giúp. Vậy là cô đã nhận lời, tôi xin cảm ơn cô trước. Là chỗ thân quen, anh đừng nói câu ấm nghĩa. Giả lại, chúng em là những kẻ làm công, anh muốn trả tiền thì có gì cảm ơn. Đâu phải có tiền bỏ ra mướn người ta rồi lạnh lùng dửng dưng một cách sòng phẳng thì còn gì là tình người nữa. Một lời cảm ơn cho mọi người mát dạ mà tôi đâu phải tốn tiền mua. Trời đất, mới đó mà anh đã chạy qua tới đây rồi hả Di? Công việc gấp quá mà, ai lề mề như anh vậy? Ủa, anh đi đâu vậy anh hai? Má sợ nó kiếm mày không có được, nó biểu tao là chạy theo chỉ đường cho nó. Ai về đâu nó mau hơn tao nữa. Rồi, nói chuyện xong chưa? Dạ rồi, cô Hoài nhận lời rồi. Nè, cái ruộng nhà giàu ăn công hay gấp đôi nha Hoài. Đừng có thấy quen rồi để nó ép giá đó. Anh khỏi lo. Thôi anh hai về đi, để em đi làm tiếp. Em đi nghe anh Di. Vậy ngày mai gặp lại nghe cô Hoài. Dạ. Ê, mày nói thiệt cho tao biết đi, có phải mày để ý em gái tao không? Cái anh này mới gặp có mấy lần nói chuyện mà anh bảo tôi để ý để tứ. Cô Hoài có nghe được cô nói tôi là cái thứ trăng qua rồi sao? Mày sợ nó nghĩ vậy là có rồi. Thôi đi thằng ông nội, có thì tự thú đi, rồi tao giúp giùm cho. Sao, mày thấy em gái của tao ra sao nè? Thì cũng hơi ngộ ngộ. Không ngộ sao được mày, nó là con của bề trên đó mày ơi. Anh này ăn nói bậy bạ không à. Không, cái con của bề trên là cái gì? À, mày không biết á thì nín để tao kể cho mày nghe. À, cái năm tao vừa 7 tuổi á, vào một cái đêm trời đang mưa gió, tao với má tao xách cái đèn đi soi ếch ở dưới bừng. Về ngang cái miễu thì bỗng nghe tiếng con nít khóc. Tao hoảng hồn cứ tưởng bị nhát ma, vì ai cũng sợ cái miễu ông ta. Nhưng bà già tao thì bà không chút đắn đo, cứ xông vào cho rõ nguyên do. Soi đèn lên mới thấy giống y một cục, thì ra là một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Động lòng thương má tao đem về nhà rồi nuôi nó tới hôm nay. Nói như anh thì đứa bé đó là Hoài, và Hoài không phải em ruột của anh. Ôi số phận sao mà não nùng bi thiết, cho tới bây giờ tôi mới biết. Nhưng ở đời luôn có kẻ từ tâm, má anh nhân hậu vô cùng, đã nuôi Hoài cho tới tuổi thành nhân, yêu thương như con ruột sinh ra. Nhưng số con Hoài cứ lao đao lần đận, đem nó về nhà chưa được bao lâu thì ba tao gặp tai nạn qua đời, cánh nhà sơ xác tả tơi. Đã vậy ai cũng gọi nó là con tà, sợ ở gần sẽ bị giả lây. Trời đất, thời buổi này mà còn tư tưởng thủ cựu đó hay sao? Họ nói tại đem nó về nhà nên nó khắc cái ba tao chết, nhà tao mới suy sụp đói nghèo. Họ còn nói ai mà cưới nó về làm vợ sẽ chết bất đắc kỳ tử đó. Họ nói vậy rồi anh có tin không?
Nếu tin thì con hoài nó đâu có làm con có má tao cho đến ngày hôm nay. Còn mày sao? Nghe nói vậy là mày ớn rồi phải không? Tao biết mà, lần nào mày gặp nó cũng có chuyện này chuyện nọ, không muốn mày tin cũng không được phải không? Ngược lại tôi không tin điều đó. Và tôi coi đó là sự suy nghĩ vô cùng ấu trĩ của một số người lạc hậu. Nếu họ cần, tôi sẽ chứng minh cho họ coi. Chứng minh cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đeo đuổi em gái của anh. Và nếu Hoài không từ chối thì tôi sẽ cưới Hoài làm vợ. Thử coi con gái ông ta làm gì được tôi chưa biết. Nếu thằng em mày quyết tâm như vậy, tao sẽ ủng hộ tới cùng. Nè, quân tử nhất ngôn nha. Thề không nuốt lời. Bảo ơi, sắp xong chưa con? Còn một chút xíu nữa là xong rồi má ơi. Má à, bộ má mệt hả? Đâu có, má đâu có mệt. Con cứ vẽ đi. Chừng nào con không muốn vẽ nữa thì má đứng lên cũng được mà. Bảo ơi, bộ mỗi lần ngồi mẫu á là phải ẹo qua một bên vậy đó hả con? Dạ, phải tạo dáng chứ má. Ngồi cứng đơ vẽ tranh ra đâu có đẹp. Con vẽ mười mấy bức tranh cho má rồi nha. Bức này là con thấy đẹp nhất đó. Ủa mà Bảo ơi, má hỏi thiệt con nè, sao con không bắt ba con ngồi mẫu đặng vẽ cho ổng mà con cứ vẽ má hoài vậy? Tại vì bà đẹp hơn tôi, nó đang tập vẽ mà cứ vẽ tôi hoài, mai mốt chắc nó vẽ cộp quá. Rồi xong rồi nè, má con có đẹp không? Ông ơi, ơi làm ơn đỡ tôi dậy giùm cái coi ông. Xương sống tôi nó giống như bị xiết bù lon vậy đó, nó quẹo qua một bên. Còn cái chân sao nó tê, đứng lên không nổi. À, ngầu lôi tan kể hả? Từ từ, coi chừng té bây giờ. Đâu, đưa má coi coi. Nè, má coi, bảo đảm má sẽ vừa ý liền à. Ý mèn ơi, má còn dễ coi vậy đó sao con? Ừ, chứ có ai nói má khó coi hồi nào đâu. Con nói thiệt với má nha, con có đôi chút thiên vị nên chỉ vẽ vào đây những nét mịn màng sắc sảo của má thôi, còn những nét nhăn con bỏ lại bên ngoài má. Hèn chi mới nhìn ba thấy hơi là lạ, không lẽ má con tự biết mình kẻ lại? Thì ra tại con muốn làm đẹp cho mẹ mình. Phải thưa ông, tôi cũng biết mình và ông khỏi xa gần xuyên xó cho mất công. Má à, ba muốn chọc má cho vui đó. Chứ với ba thì lúc nào má cũng còn đẹp như hồi còn con gái mà, phải không ba? Chỉ có con mới hiểu ý ba. Nè, mới học gần 2 tháng mà con vẽ giỏi quá. Mấy bữa nữa là đám giỗ ông nội con, tấm hình của ông nội con nó vàng hết rồi đó. Hay là con vẽ anh tấm lớn hơn để thờ ông nội, để trong bữa đám giỗ đó ba khoe với họ hàng về tài vẽ của con. Thôi đi ba, vẽ thì con vẽ, nhưng mà ba đừng có khoe nha. Mất công, có người chê, có người khen, con buồn lắm. Ôi, con vẽ đẹp vậy mà ai chê con được chứ. Con cứ vẽ đi, má bảo đảm nè, họ hàng sẽ khen con nức nở cho con coi. Dạ, thưa hai bác, con mới xuống. Ủa, cháu Thị xuống chơi kìa bà ơi. Em chào anh hai. Chào em. Ủa, con xuống con mình hả? Không có ba con đi xuống sao con? Dạ, ba con bận công chuyện gấp, biểu con xuống xin lỗi hai bác. Là đám giỗ ông kỳ này ba con không có xuống được. Vậy là bác mất mà ông bạn nhậu rồi. Nhưng mà không có sao, có cháu xuống cũng vui rồi. Vô nhà nghỉ đi cháu. Ủa, anh hai vẽ tranh đó hả? À, anh mới học 2 tháng nay thôi. Mới 2 tháng mà vẽ đẹp như vậy. Anh có khiếu lắm đó anh hai à. Thế nào anh cũng nổi tiếng cho coi. Đó, con thấy không, má nói có sai đâu. Con Thủy nó còn khen con vẽ đẹp nữa là... Thôi, Thủy ở lại nói chuyện với anh Bảo nghe. Bắt vô thay đồ cho nó khỏe. Ngày nào nó cũng bắt ngồi làm mẫu nè. Riết cái xương sống tao nó làm như nó muốn dẹo qua một bên. Còn tê chân không? Để tôi dìu bà vô, rủ té ăn cái là tôi khổ nữa. Ông đúng là già không nên nết. Em thấy hình như trong nhà vừa xảy ra phép lạ phải không anh hai? Em muốn ám chỉ điều gì đây hả? Mấy năm trước á, em theo ba về đây trong ngày giỗ nội.
Thế mỗi lần gặp anh em muốn chào nhưng anh lại không nhìn. Suốt ngày lặng thinh không cười hỏi giao tiếp một ai. Còn xin hai bác á, thì những nét buồn luôn phản phất. Vậy mà lần này anh quạt bác lại còn vẽ tranh. Cũng nhờ em Duy đã hết lòng khuyên nhủ anh mình, đã làm cho anh thôi mặc cảm thân mình phế nhân. Nay anh đã biết không phải đời anh sống như thừa thải, mà đôi tay này vẫn có ích cho cuộc đời biết bao. Nếu thay đổi được suy nghĩ của anh thì anh Duy cũng giỏi thật. Em à, nó ở đậu nhà của em ăn học mấy năm nay, nó giỏi cỡ nào không lẽ em không biết à? Biết chứ anh, cho nên ba em thương ảnh lắm. Ba nói ước gì có được một đứa con trai hiền lành như anh Duy thì ba em sẽ vô cùng hạnh phúc. Không phải là con trai, cũng là con rể, có sao đâu. Anh hai, anh nói kỳ quá à. Anh Duy mà nghe được ảnh cười em cho coi. Em đừng có lo, nó đi chơi với bạn rồi, có ở nhà đâu mà em sợ. Hả? Bộ dưới này ảnh hay đi chơi với bạn lắm hả anh hai? Mà bạn trai bạn gái vậy anh? Ôi, mấy đứa bạn học hồi nhỏ đó mà, bạn trai thôi. Đừng có sợ. Nè, nó cũng sắp về rồi đó. À, nó về để đưa anh đi dạo chơi. Ngày nào cũng vậy hết đó. Hèn chi em thấy anh hồng hào hơn trước á. À kìa, mới nhắc mà nó đã về rồi kìa. Anh hai ơi, em về rồi nè anh hai ơi. Ủa, Thủy, em mới xuống đó hả? Dạ, em mới xuống. Em nói chuyện với anh hai được mấy câu là anh về tới đó. Nè Duy à, hôm nay anh không muốn đi dạo đâu. Em cứ trò chuyện với Thủy đi. Anh vô với ba má một chút ha. Để em đẩy anh đi nha. Thôi được rồi, anh đi một mình được mà. Anh hai không muốn đi nhưng em đang thích đi dạo. Anh có sẵn lòng đưa em đi không? Nếu người đẹp muốn thì xin mời. Trển, em có đi chơi với các bạn của em không? Không, đứa nào rủ em cũng từ chối. Em ở nhà không hà. Sao vậy? Sao không đi chơi cho khuây khỏa? Sắp bước vào năm học mới rồi, lại bù đầu cho coi, chừng đó rồi lại tiếc. Em không hiểu sao hè năm nay những cuộc vui của bạn bè không làm cho em hứng thú nữa hả? Vậy ở nhà một mình không buồn sao? Buồn chứ. Buồn nhất là vào những đêm trống vắng, gian nhà rộng chỉ mình em thơ thẩn dưới sân rêu, hương hoàng lan như gợi nhớ thương nhiều, khung cửa nhỏ vắng người cũng quanh hiu trơ trọi. Và khi bước chân em gõ nhịp đều nghe thương nhớ một người mới hay lòng mình đã trót yêu. Thì ra bao thay đổi trong tâm hồn cô gái vừa tuổi mộng, rung động với tình đầu mới thao thức cùng đêm thâu. Chắc anh em mình có anh Duy, anh nói vậy là anh cũng đã... Anh cũng đã yêu. Hồi nào vậy anh? Sao em không biết? Cũng mới mùa hè này thôi. Anh ở dưới này còn em ở trển thì làm sao biết được. Vả lại, cô ấy mang mặt cảm mình là con gái nhà nghèo, cho nên... Anh nói gì? Anh đang nói về cô gái ấy là ai?
cô gái nào? Cô tên Hoài, nhà ở xóm bên sông á, là người mà anh đang yêu say đắm đó. À, anh Duy, anh... Ủa, em sao vậy? Bộ em trúng gió hả? Để anh đưa em về nha. Không không, em không sao hết á. Anh đừng có lo cho em. Vậy còn em, người em yêu là ai? Anh có quen không? À, chắc cũng là trong nhóm bạn học của em chứ gì. Từ giây phút này, anh đừng hỏi về người con trai ấy nữa. Sao vậy Thủy? Vì người con trai ấy vừa lòng em như đã chết. Khi đem trọn con tim mà dâng tặng kẻ xa nào. Nó phản bội em à? Không, lỗi tại nơi em bạc phước vô phần. Cứ đợi tiếng ve để nhìn qua phường nở. Chưa nghe khúc nhạc lòng thì hè đã qua mau. Ngọn gió đầu thu vua lá rụng xôn xao. Cho kỷ niệm xưa phút chốc bỗng nghẹn. Còn lại riêng mình sâu kín một niềm đau. Biết tỏ cùng ai nỗi sầu thương da diết. Thì ra em mang tâm sự của một người đến muộn, nên tiếc thương về kỷ niệm đã mù xa. Nhưng Thủy à, đó đâu phải là do lỗi của người ta. Đừng hờn giận xót xa cho tàn phai niềm mơ ước em mà. Nhưng em còn gì nữa đâu để mà mơ ước. Tất cả ước mơ của một đời con gái em đã nâng niu trao trọn. Trói chặt tâm hồn trong vắng lành cô đơn. Thủy ơi càng dẫn dương thì khổ lụy sẽ nhiều hơn. Đừng tuyệt vọng khi một lần gian dở. Hãy xem như đó chỉ là cơn mộng ảo. Trả lại đêm dài để đợi nắng bình. Em cảm ơn anh, nhưng em không cần thứ tình thương hại đó đâu. Mình như anh em trong gia đình rồi, sao Thủy lại cho tình cảm của anh là thứ tình thương hại? Thôi được rồi, bây giờ em cho anh biết đi, chàng trai đó là ai? Anh sẽ thay mặt em chửi thẳng vào bộ mặt ngu khờ của hắn. Một cô gái toàn vẹn như vậy mà lại dám làm ngơ à? Không cần đâu anh, có lẽ anh nói đúng. Người ta không có lỗi, mà chỉ tại em vô phước là một kẻ đến muộn mà thôi. Nhưng em không chịu thua đâu. Em sẽ dùng mọi cách cướp người yêu em trở lại. Và em tin rằng em sẽ chiến thắng con nhỏ nhà quê nghèo khổ đó. Ủa, con nhỏ nhà quê nào? Thủy à, em đi đâu vậy? Về nhà ngõ này nè, không phải hướng đó đâu. Thủy à, Thủy. Có em dưới hoàng hôn tím nồng.
tim những chờ mong. Ủa, anh Duy, sao giờ này anh còn ở đây? Một lát trời tối không thấy đường đi, coi chừng lọt ruộng đó nghe. Khi gặp em là anh cầm chắc mình sẽ bị tai nạn rồi. Lọt ruộng thêm một lần có sao đâu. Ủa, bữa nay sao em về trễ vậy? Mất 2 ngày cấy ruộng nhà anh. Bữa nay tụi em phải làm trễ cho kịp á. Còn anh? Anh đứng đây chờ em từ xế tới giờ nè. Anh Duy à, hổm rày anh cứ anh cứ chờ đón em hoài à. Em sợ lắm, rủi người ta thấy được á, họ dĩ nghĩ dèm pha thì má em rầy chết á. Anh về trước đi. Công tình người ta chờ đợi, bây giờ muốn đuổi phải không? Anh đừng có nói vậy. Tại em sợ. Mình có làm chuyện gì sai trái đâu mà em sợ. Em sợ anh sẽ nói ra những điều lâu nay anh muốn nói. Phải nghe em... Để rồi tâm tư cứ khắc khoải lo âu. Anh Duy à, vì em như loài cỏ hoang bên đường, trong mưa nắng từng cơn âm thầm hiểu thân phận mình. Đừng đem hèn sang ngăn lối khi tìm đến nhau, xin hãy cho anh với em ước mơ thầm cao. Biết đâu mai này lòng anh tràn dâng hối tiếc. Có em trong đời anh không muốn tìm gì hơn. Trái tim chung tình ngàn năm còn luôn chán chưa. Tấm thân quê mùa em đâu có gì mà thương. Hoài ơi, có lẽ anh thương dốc liễu hình mai, phải chịu nhọc nhằn trên đồng trưa ruộng sớm. Gian nhỏ thơ ngây vai gầy trĩu nặng sương gió trần ai còn dương mai trong đời. Dù cực khổ gian truân mà đôi môi luôn nở nụ cười. Em chỉ là cánh hoa mọc nơi đồng núi, tâm nắng gối bùng e làm chướng bận chân anh. Tình chúng mình không là sương khói mong manh, mà sẽ gắn bó keo sơn vẫn bền theo năm tháng. Anh sẽ vượt trong gai sang bằng chướng ngại, để cùng em đi suốt đoạn đường tình. Anh Duy, anh đã buộc em phải nghe những lời tha thiết. Kể từ bây giờ, con tim sẽ thổn thức triền miên. Hãy mở lòng ra để xua hết mọi ưu phiền, và đón nhận tình anh để sánh vai nhau bước vào hạnh phúc em mà. Anh Duy à, em cũng tự biết mình không thể nào chạy trốn, và không hoài nghi những tình cảm ở nơi anh. Nhưng Duy ơi, cuộc đời luôn dâng đầy cám bẫy, để giết chết những mối tình thơ mộng tuổi xuân xanh. Một khi đã yêu lòng em không dời đôi, nên sợ đau thương khổ hận cũng chia lìa. Nếu đã tin tình cảm ở nơi anh, thì em đừng sợ đau buồn hay ngăn cách. Anh sẽ yêu em và yêu mãi mãi, không trở ngại nào chia rẽ được đôi ta. Nhưng
còn gia đình anh, còn những người thân thuộc ở chung quanh, liệu họ có thể chấp nhận một nàng dâu không cùng chung giai cấp không? Hai gia đình đã có một thời gian quen biết, anh tin là ba má anh sẽ không đến nỗi khắt khe. Mà dù có đi nữa thì anh cũng quyết tranh đấu đến cùng để được bên em. Anh đã lớn khôn và đủ sức quyết định cho hạnh phúc của mình. Em đừng có sợ mà. Anh Duy, nhưng mà... Không có nhưng gì hết á. Anh hiểu rất rõ sự lo lắng của em. À, mai này là đám giỗ của ông nội anh. Anh muốn em tới phụ với mấy anh chị. Sẵn đó, anh để cho ba má nhìn ngắm em luôn. Anh tin chắc là ba má anh sẽ vui và sẽ bằng lòng. Tế cho ba má anh nhìn ngắm hả? Thôi em sợ lắm. Em siêng năng giỏi giắng mà sợ cái gì? Cứ tự nhiên như không biết cái gì hết á. Mọi việc đã có anh lo, nghe chưa? Dạ nghe. Vậy là được rồi. Bây giờ để anh đưa em về ha. Thôi, gặp em hồi chiều tới giờ mà chưa có tai nạn nào xảy ra cho anh. Bữa nay là may lắm đó. Anh về đi, đưa em một hồi rủi có chuyện lại đổ thừa. Được em bằng lòng là may mắn nhất đời anh rồi. Anh tin chắc là từ nay mỗi lần gặp em là anh sẽ không còn bị tai nạn nữa. Ê, tránh đường, xe ông Thắng. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Anh Duy, anh có sao không, anh Duy? Tai nạn chứ sao. Thủy à, anh thề với em là anh không biết. Và cả ba má anh cũng không hề biết gì hết. Không ai muốn che giấu em đâu. Hè nào về đây đó, nó cũng đi chơi với mấy người bạn cũ. Lần nào họ đến đây chơi cũng chỉ mấy cậu trai, chưa có thấy cô gái nào đâu. Nếu vậy thì chỉ mới trong mùa hè này thôi, anh Duy đã bị một cô gái nhà quê nào đó quyến rũ. Anh Hai à, anh hãy giúp em nghe anh Hai. Em không thể mất anh Duy được đâu anh Hai à. Anh rất thông cảm cho em, nhưng đây là chuyện riêng tư của nó. Anh biết giúp em bằng cách nào hả? Anh hãy nói với ba má anh bằng mọi cách ngăn cấm tình yêu của họ đi. Anh hứa với em nghe anh Hai. Anh Hai à, tuy anh không dám yêu ai và cũng chưa từng được ai yêu, nhưng anh hiểu rằng tình yêu phải được đến bằng đôi lòng tự nguyện. Mà khi họ đã tự nguyện yêu nhau rồi thì đó là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, là chuyện riêng tư thầm kín của hai người. Dù bất cứ ai không hạ giả vui lòng cũng phải lặng im để tỏ lòng tôn trọng, thì đâu lý do gì ta lại phá thằng Duy. Nhưng mà cô bé kia chỉ là người xa lạ, còn em với gia đình bao nghĩa tình sâu đậm. Chẳng lẽ anh đành nhìn em khổ hay sao? Em hãy gặp Duy và tự mình thổ lộ. Em đã nói rằng em là người đến muộn, chưa kịp nói ra nỗi lòng thầm kín thì Duy đã vui mừng thú nhận chuyện yêu đương. Duy chưa biết em để giả yêu thầm nên mới siêu lòng với cô gái vừa quen. Nếu em cho Duy hiểu được thân tình, biết đâu nó vui mừng để đón nhận em. Nhưng nếu phải nghe anh nói lời từ chối thì sẽ phũ phàng lắm anh Hai à. Ôi thì như vậy cũng tốt thôi. Em không cần phải băn khoăn lo lắng, một thời gian rồi sẽ quên đi thôi. Thủy à, anh Hai à, em có cảm giác như anh luôn bênh vực anh Duy. Phải mà, anh em ruột với nhau thì có lý do nào anh giúp em chống lại tình yêu của ảnh chứ? À, không phải vậy đâu. Anh chỉ muốn cho Thủy hiểu về đừng thất vọng đau buồn nữa thôi mà. Em không có cần anh đâu. Qua đám giỗ em sẽ trực tiếp thưa chuyện cùng hai bác. Em tin là hai bác không bỏ em như anh vậy đâu. Ơi, lại giận hờn nữa rồi. Chuyện yêu đương của các cô cậu này sao mà rối ren quá. Nhiều khi thấy cuộc sống cô độc của mình coi bộ nhẹ nhàng hơn. Gió đầy đưa qua, gió đầy đưa qua.
chẳng xa tiếng mẹ ru con, tiếng mẹ ru con. Yêu sao quê hương đồng nuôi, gió đưa trẻ xanh xào xạc, xin đồng lúa thơm quê tôi, hương tình dục theo. Tôi đã làm cô giật mình phải không? Tôi xin lỗi cô nghe. Tại vì tôi mãi mê nghe cô hát cho nên Dạ không phải đâu. Lỗi tại em vô ý thôi. Sao cậu không ở trong nhà cho vui mà ra ngoài này một mình vậy? Trong nhà đông người quá, tôi muốn ra đây cho khoảng khoát một chút. Cậu có cần em giúp gì không? Không, tôi chỉ ngồi hóng gió thôi mà. Vậy em gánh nước vô nhà, cậu ở chơi nghe. Khoan, cô, cô nán lại cho tôi hỏi thăm một chút. Dạ, cậu muốn hỏi gì? Xin lỗi, cô tên gì? Nhà ở đâu? Mà sao lâu nay tôi không thấy cô lần nào hết vậy? Dạ, em tên Hoài. Nhà ở bên kia sông lận. Hồi đó ba em có làm việc cho ông bà đây. Từ ngày ba em chết, má con em bận làm ăn cho nên ít khi lui tới. Cậu nhớ chú Tám Bình không? Nhớ rồi. Nói vậy cô là con của chú Tám Bình hả? Dạ. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng ai xa lạ chứ. Nè, hồi đó đó chú Tám thương anh em tụi tôi lắm á. Khi mà chú mất á, anh em tôi đã khóc mấy ngày liền vậy đó. Em có nghe má em kể lại. Vậy cô Hoài đã có gia đình chưa? Dạ, em là con gái nhà nghèo, ai mà thèm thương chứ. Cô nói vậy thôi chứ duyên dáng mặn mà như cô thì đâu thiếu gì người đeo đuổi, phải không? Chả bù cho tôi nè, giàu có mà làm gì rồi phải đeo mang trọn đời cảnh khổ, tâm thân tật nguyện đau yếu. Có cô gái nào mà can đảm yêu tôi, chắc tôi phải cô đơn suốt đời. Cậu tật nguyện nên mặc cảm vậy thôi, rồi thất vọng chuyện lứa đôi. Đâu phải ai cũng thích sang thích đẹp, miễn là tâm hồn phải hòa hợp với nhau, đâu thiếu chi những kẻ tận nguyện cũng có được gia đình ấm êm. Cô Hoài à, nếu viện cô thì cô nghĩ thế nào khi có kẻ tật nguyện yêu cô? Em nói thật nghe, là em không có ngại chuyện đó. Khi mà đã yêu rồi thì dù người đó có tật nguyện bất hạnh cỡ nào cũng đâu làm em ngại. Cậu đừng lo, biết đâu mai này duyên nợ đẩy đưa cho cậu gặp được một cô gái nè, vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp, lại hết lòng yêu thương cậu thì sao? Có nghĩa là tôi có quyền hy vọng phải không? Dạ phải, có vậy cậu mới thấy yêu đời nè, yêu cuộc sống chứ. Nãy giờ nói chuyện lâu quá, chắc mấy người trong bếp đợi em. Thôi cậu ở đây chơi nghe, để em gánh nước vô cái đã hả? Anh Hai à, anh Hai, anh Hai. Ủa, Thủy, em ra đây hồi nào vậy? Hồi linh hồn anh vừa rơi vào đôi mắt của cô gái đó đó. Thôi đi, đừng có nói bậy nha. Cô gái này anh mới gặp lần đầu thôi. Nhưng mà tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim anh. Anh đừng có giấu em anh Hai à. Khó khăn lắm anh mới gặp cơ hội này, anh đừng dại gì bỏ lỡ. Em thấy cô ta cũng để ý anh dữ lắm đó. Mạnh dạn lên đi, em sẽ giúp anh. Ê nè nè nè, tôi... anh... nè, anh không có nghĩ chuyện đó đâu Thủy à. Thôi, anh vô nhà đây. Anh Duy vừa háo hức tiết lộ cô gái này cho mình biết. Mày xinh đẹp lắm, mày thu hút lắm, nhưng mày sẽ không có chống lại nổi tao đâu. Muốn giành giật người yêu của tao thì mày phải trả giá bằng khổ hận đau thương trọn đời trọn kiếp. Tao nói cấm là cấm. Suốt ngày hôm qua mày cứ biểu tao với ba mày để ý cái con nhỏ đó.
mày thấy nó sạch sẽ, giỏi giắng, nên mày có ý muốn thuê nó về hầu hạ cho tao. Ai dè đâu mày biểu tao cưới nó cho mày làm vợ. Trời ơi, con gái giàu sang học thức ở cái xứ này chết hết rồi sao hả? Gì? Con không cần biết tới ai hết. Con chỉ biết là con yêu Hoài và muốn cưới Hoài làm vợ. À được rồi, nếu mày muốn cho tao với ba mày chết sớm thì mày cứ cưới nó đi. Má đừng dùng cái chết để làm áp lực với con mà. Tao không làm áp lực với mày, mà chính ông trời ông cũng không cho mày lấy nó. Hay nói cho đúng hơn là nó không có quyền làm vợ bất cứ một ai, mày có hiểu hay không? Tại sao có chuyện lạ lùng vậy má? Vì nó không phải là con của người ta, mà nó là con của ông bà ông Miêu. Sinh ra đời là nghiệp chướng quan gia, những chuyện này đã xảy ra. Sao má lại đi tin những điều tà mị, trong khi em Hoài có làm hại ai đâu. Giỏi giang xuyên năng, nhu hòa hiếu thuận, cực khổ gian nan không hề than khổ. Nếu chọn làm dâu thì có mấy ai bằng. Mày quá si mê hay là mày đã thật sự quên rồi. Hồi thêm tám lượng nói về, chưa được mấy ngày thì chú Tâm đã mạng vong. Sống chết xưa nay là do sức thọ của con người, chứ sao lại đổ tội cho Hoài. Mày đừng có cứng đầu, tao nói không là không. Má, mày là con của tao, vì mày tao có thể đoạn mạng cũng không có gì hối tiếc. Nhưng tao không thể để cho nó hại cuộc đời mày. Cưới nó về thì mày sẽ chết. Má, còn nếu không chết ta thì cũng tàn mạt trọn đời trọn kiếp con ơi. Má ơi, sao má không nghĩ mà thương những tai ương của một kiếp người, bị cha mẹ mình bỏ rơi từ khi vừa khóc chào đời. Bản thân Hoài nào có tội gì đâu, đang trách chăng là những kẻ vô tâm dứt đi nấm ruột của mình, không tiếc rẻ một tình thâm. Má vẫn chặt lòng chặt dạ. Má không thương con sao má? Má thương con chứ. Má thương con nên mới cấm cản con như vậy. Và má sẵn sàng chờ đợi cho đến ngày con bỏ ý định điên rồ đó. Nếu như ba má có bạc phước sau này chịu cảnh hương tàn khói lạnh, thì ba má cũng đành thôi con mà. Con mong sẽ có lúc ba má nghĩ lại, và con sẽ không bao giờ bỏ rơi Hoài đâu. Con sẽ chờ cho đến khi nào cưới được Hoài làm vợ đó. Rồi bây giờ mày đi hẹn hò với nó nữa phải vậy không? Duy! Duy! Thằng Duy nó chạy đi đâu mà như bị ma đuổi vậy? Ta rước nó chứ ma đuổi cái gì. Hồi sáng giờ ông làm ơn ở nhà nè, nghe chuyện của nó giùm tôi đi. Tôi với con Thủy để xe cho ông Bảo đi dạo, không thua gì bà đâu. Cái đầu của tôi cũng bị bể ra rồi nè. Mắc mớ gì mà ông bể đầu? Ai đánh ông mà ông bể đầu? À, nó vô tới đó, bà hỏi nó đi. Dạ thưa ba má, dù cho má có đồng ý với ba thì con cũng không tin chuyện đó đâu. Nếu ba má không muốn giúp con thì con sẽ tự mình lo lấy. Nhưng mà con đang lo chuyện gì con phải nói cho má nghe chứ. Nó đòi đi hỏi vợ đó. Hả? Nó chịu? Nó chịu cưới vợ rồi hả ông? Con chịu thiệt hả con? Dạ, thật vậy đó bác. Con thấy cô gái đó cũng mến anh hai lắm. Cô không có ngại sự tật nguyền của anh hai đâu bác à. Mèn ơi, tôi mừng quá. Con tôi nó chịu cưới vợ rồi. Vậy mà cái ông này làm tôi tưởng đâu là chuyện gì tai hại lắm mà.
cứ vợ làm như ông không mừng vậy. Sao mặt mày ông khó coi quá vậy? Bà biết nó đòi cưới ai không mừng? Cưới ai cũng được hết á, giá nào cũng được hết á. Tôi thương con tôi một khi hả, tôi nói thiệt với ông, nó cỡ nào tôi cũng chiều hết á. Miễn con tôi nó vui vẻ yêu đời là tôi mãn nguyện rồi. Con nói cho má nghe đi con, con muốn cưới nhỏ nào vậy con? Dạ thưa má, là cô Hoài, con gái của chú Tám giúp việc nhà mình lúc trước đó má. Cái gì? Cái con nhỏ, nhỏ đó là, là con ông Tà đó, bà nghe rõ chưa? Trời ơi trời, không, trời ơi trời, tai họa gì mà kéo tới nhà tôi nè trời. Bảo ơi, bộ hết người con lựa rồi sao mà con lựa cái con nhỏ đó? Con đã nói rồi, cô ấy là người của con yêu, và con quyết cưới nàng làm vợ. Không ai có thể buộc con tin những lời mê tín dị đoan. Ba má vẫn hằng mong con có một gia đình êm đẹp. Giờ cơ hội đến cho con, sao ba má lại từ nan? Khi con muốn lập gia đình, ba còn sung sướng nào hơn? Nhưng nếu là con hoài thì là nạn kiếp tai ương. Bảo à, trừ con nhỏ đó ra con muốn cưới con nào cũng được. Mà con chỉ có cô hoài thôi, ba má đừng ép con. Thưa hai bác, theo con nghĩ chuyện này không có gì khó khăn đâu. Hai bác cứ yên lòng rồi thông thả hãy tin sao. Từ bấy lâu nay anh hai á chưa hề biết yêu ai, mà con thấy cô Hoài cũng là người nết na đức hạnh. Nếu nói về điểm này có ai phủ nhận nó đâu, nhưng nếu cưới làm dâu thì trời ơi không thể nào cưới được. Ba má hãy an tâm, chuyện của con làm thì con gánh chịu. Chỉ cần đám cưới cho xong, con chết cũng cam tâm. Trời ơi, gia đình mình gặp cơn đại họa rồi ông ơi. Hết thằng em rồi bây giờ tới thằng anh. Tụi nó muốn... Thưa bác nên bình tĩnh đi. Chuyện đang rối rắm thì cứ để thông thả rồi bàn bạc lại. Anh hai à, chắc anh cũng mệt rồi, để em đưa anh vô nghỉ nha. Không cần, em cứ để anh đi một mình. Tình thế dầu sôi lửa bỏng như vậy mà con biểu bình tĩnh làm sao được chứ. Coi chừng nó giận lên nó đốt nhà cho con coi. Theo con, hai bác tin tưởng ơn trên như vậy, sao lại không nhờ ơn trên chỉ giúp? Ý của con là... Theo con biết, có những con mạng đứng riêng rẽ thì xung khắc, nhưng nếu đã hợp lại với nhau thì tự nhiên được giải hết tai ương. Biết đâu anh hai gặp phải trường hợp này, nếu như ân trên đã chỉ đường như vậy thì hai bác làm theo chứ nên e ngại. Vừa giúp anh hai vui vẻ yêu đời, vừa thoát ra khỏi hoàn cảnh rối bời, cứ yên lòng làm đám cưới cho xong. Nhưng hỏi ân trên bằng cách nào, ở đâu? Ở đây có ông thầy bói nào nổi tiếng không bác? Nghe nói ở trong miệt vườn á có ông thầy chín bưởi coi tướng số hay lắm. Vậy thì bác nhờ ông coi giúp giùm cho. Cũng may mà có cháu nhắc nhở á, chiều nay bác đi liền. Khổ thiệt là khổ. Cầu mong cho ông nói được cho gia đình tôi đỡ khổ. Ây, trời ơi, từ sáng đến giờ chưa có con quẹ nào hết. Chắc bữa nay ăn co quẹt quá đi. Nam mô dạy 36 ông tổ bài cào xuôi khiến cho đệ tử được vô mắt. Nghĩ cũng tức cười, thất nghiệp không có việc làm, bi qua mua bộ bài cào cũng làm ăn được. Có gì khó đâu, bà con ở đây nhà nào ra sao mình rành hết. Chỉ cần học lớp dạy bí quyết là gọi bằng thầy. Ngồi không một chỗ, tiền quẻ thu dạp, chuồng bích cơ đô, có khó gì đâu mười quẻ y chang. Bích thì gặp nạn, rô thì bực bội, chuồng có tiền vô cơ là niềm vui. Cứ y chang như vậy làm hoài khỏe re. Dạ, xin chào thầy Chính. Ý trời đất ơi, trời trời,
Trời ơi, tôi đang nói chuyện gì bề trên mà cô làm tôi giật mình. Hơi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, xin lỗi thầy, nhưng có phải thầy là thầy Chín Bưởi không ạ? À? Đúng rồi, Chín Bưởi gian danh một cõi chính là thầy đấy. Cô gặp thầy muốn cầu gia đạo, tình duyên, vận mệnh, sự nghiệp, tương lai hay là... Dạ thưa thầy, tôi không coi bói coi tai mà cũng không cần xin điều gì hết á. Vậy đến đây tìm thầy làm cái gì? Dạ tôi đến đây là để giúp thầy đó chứ. Hỗn láo nha. Cô người phàm mắt thịt, còn thầy là đệ tử của tiên gia, thầy đâu có cần cô giúp chứ. Thôi đi vô gác chơi cho thầy làm ăn coi. Thì thầy, thầy đừng có nóng. Tôi biết thầy thần thông quảng đại, nhưng nếu thầy nói hết ra sự thật đau lòng thì thân chủ của thầy sẽ không vui. Mà đã không vui thì làm sao họ ban thưởng cho thầy trọng hậu chứ. Hay quá ha. Nói nghe cũng có lý, nhưng chẳng lẽ cô bảo thầy nói sai sự thật để làm hại bá tánh hay sao? Ôi mang tội lắm à. Lời nói của thầy sẽ đem đến hỷ sự cho người ta thì có gì đâu mà mang tội. Thầy à, số là tôi có một người anh bà con, anh bị tật nguyền, lại hay bệnh tật ốm đau từ bé đến nay, nhưng lại yêu thương một cô gái trong làng. Nghe đồn cô ấy là đứa con quan bị cha mẹ bỏ rơi trong ngôi miếu ông ta, rồi người ta lượm được nuôi bốn tới bây giờ. Ai cũng nói cô chính là tà ma chuyên đi hại người ta. Nếu hai bác của tôi không bằng lòng chấp nhận cho anh họ của tôi cùng cô ấy đẹp đôi, khỏi cần coi thì tôi cũng biết mà thôi. Lấy con của ông tạ thì gia cảnh tả tơi, người thân đều gặp nạn, anh chồng thì bỏ mạng. Nhưng họ rất yêu nhau và sẵn sàng chấp nhận miếng nên chồng nên vợ. À, nhưng mà thầy đã nói là thầy không thể cãi lệnh bề trên được, thấy không? Lỡ mà có chuyện gì thì danh tiếng lâu nay của thầy cũng tan tành theo mây khói hết rồi sao? Thầy à, thì thầy mua nhang đèn hoa quả cúng bề trên mà xin tội. Tôi có lòng thành, thầy cũng có lòng thành, chắc ơn trên không nỡ nào quở phạt đâu. Thấy không thầy? À, cô đưa cái này cho tôi hả? Để trước mặt thầy là của thầy rồi. Một lát họ tới đây, nếu thầy nói theo lời tôi dặn á, thì tôi sẽ tặng thầy gấp hai chỗ này nữa đó. Gấp hai chỗ này nữa? Dạ. Lọc ở đâu mà béo bở quá vậy không biết nữa. À thôi được rồi nghe. À thấy cô năn nỉ thầy thương, sẵn giúp họ nên chồng nên vợ, coi như làm việc thiện mà. À bây giờ ý cô muốn thầy nói sao nè? Thầy cứ nói y như vậy nè. Hiểu rồi. Được rồi, dễ dàng thôi. Cô cứ yên trí. Họ sắp tới rồi đó, tôi lánh mặt một chút nha thầy. Trời mẹ ơi, tôi có nằm mơ không đây trời? Ôi tiền thiệt đây mà. Ôi Nam Mô A Di Đà Phật, xin đa tạ ơn trên đã ban lộc cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ chào thầy Chính. Dạ chào thầy. À, chào ông bà. À, tôi chào ông bà từ sáng tới giờ. À, mời ông bà ngồi. Ủa, sao thầy biết vợ chồng tôi đến mà thầy chờ? Thì mới nghe cổ nói nè. Cổ nào nói vậy? Cô Năm cây mít đó. Cái cô này là nàng của tôi, mới vừa mách bảo cho tôi nghe tức thời, còn nói thêm là bà sẽ cưới dâu đến đây xem tuổi có hợp không vậy mà. Trời ơi, thầy quả là bắp đãi tài. Tôi chưa nói gì mà thầy đã đoán ra, biết được ý định của tôi đến nơi này. À, nếu vậy xin thầy giúp đỡ đốt nhang đèn cầu khấn ơn trên. Xin với thầy chỉ bảo thiệt hơn, đây là tiền quẻ, dạ xin gửi thầy. Ông bà cứ yên tâm, để thầy vái cậu trạng về nhập xác chỉ cho ông bà thấy điều hơn lẽ thiệt nha. Dạ. Xin thầy nhập cốt dùng. Sao hồi nãy tôi nghe nói là cô trạng, còn bây giờ cậu trạng là sao? Trời ơi, chuyện của bề trên mà, ông chỉ nghe thôi đừng có hỏi. Rồi về rồi đó. Ta về đây nha.
Bà có hương điều chi muốn hỏi không? Dạ Nam Mô. Dạ xin cậu cho tôi hỏi vậy chứ. Tôi muốn cưới con dâu tuổi Mẹo, mà con trai tôi thì tuổi Tý. Dạ xin cậu giải đáp giùm cho. Nghe nha. Chột đây bụng chưa ngọc ngàn, Mèo đây con gái ông ta miêu quan. Trời ơi đúng quá ông ơi. Chuột đây mang kiếp thần nguyện, Mèo đây coi cúc ưu phiền dèo nẻo. Trời ơi cậu Trạng biết rõ hết rồi bà ơi. Dạ thưa cậu, chẳng hay chúng nó thành vợ thành chồng thì có hại gì không à? Dạ liệu gia đình tôi, con trai tôi có sao không hả cậu? Chú chuột nằm rút trong hang, muốn đi ăn hàng những ngày chị miễu. Con mèo thường trèo trèo cao, hay cắn hay cào ăn dùng thành tinh. Thầy ơi, như vậy là điểm xấu hả thầy? Lẽ ra nó biết không, xấu lắm đó. Tí ngọ mèo dậu tứ hành xung mà. Mèo mạng lớn hơn chuột, nhưng mà chuột này lại là chuột tiên. Con chuột tiên đó biết chưa? Biết chuột tiên ở nơi thượng giới bị đọa xuống trần gian đó. Vì cung mạng của mèo lớn hơn, nên nếu họ lấy nhau, cô mèo sẽ gánh hết mọi tai ương giùm cho chú chuột. Người ta nói dĩ độc trị độc, hai mạng cắt nhau, nhưng mà căn phần của họ rất là hợp nhau. Ăn ở vài năm cơ nghiệp sẽ phất lên nè, phất thấy rõ luôn đó. Số của hai người giàu sang ba họ. Trời ơi thiệt vậy hả thầy? Trời ơi ông ơi, tôi mừng quá ông ơi. Dạ vợ chồng tôi xin cảm tạ ơn thầy. Nói nghe nè, hình như trong nhà ông bà Cốc á có một cậu tuổi Dần phải không? Trời ơi. Dạ phải, nó là thằng con trai kế của tôi. Ông bà thiệt là có phước ghê vậy đó. Cũng nhờ ơn trên sắp đặt, muốn sớm có lộc tài phải nhờ cái cậu tuổi Dần thay cậu tuổi Tý rước dâu nghe chưa. Có vậy thì phước lộc lại càng cao, gia đình ông bà sẽ mấy đời vinh hiển. Thôi mệt quá rồi, hết giờ linh rồi, tôi để thăng nha. Thăng à. Dạ cảm ơn thầy. Dạ đây là chút ít lòng thành để thầy mua nhang đèn và đốt tạ cậu Trạng giùm tôi. Cậu Trạng sẽ phù hộ cho ông bà. Dạ xin phép chào thầy. Về bà. Dạ xin phép chào thầy. Chúc ông bà đa tài đa lộc nghe. Mọi chuyện êm đẹp hết rồi, bà còn lo cái gì nữa mà mặt mày cứ nhăn nhó hoài vậy? Ông biết cái gì mà êm đẹp? Tôi đang rầu thúi ruột đây nè. Nhưng mà bà rầu cái chuyện gì? Ông có biết là thằng Duy nó cũng... Ơ kìa, hai bác. Trời ơi, hồi sáng đi chợ về trễ, nghe nói hai bác đi rồi con chạy theo kiếm hoài mà không gặp. Sao có được không hai bác? Được thì được rồi, nhưng lại đẻ ra cái chuyện rắc rối nữa đây chứ. Chuyện gì thì bà cứ nói ra đi, úp úp mở mở hoài. Thằng Duy con trai của mình nó cũng đòi cưới vợ, mà người nó muốn cưới cũng là con Hoài đó. Ông biết chưa? Trời đất, có chuyện này sao? Bởi vậy nên tôi mới đâm lo. Ông thầy ổng dặn thằng Duy đi rước dâu dùm. Mình đã cưới người nó yêu cho thằng Bảo, thì miệng lưỡi nào mà nhờ nó đốn dâu. Chưa có hết đâu à nghe ông. Anh Duy là người biết lẽ thiệt điều hơn, lại hết lòng yêu kính anh hai. Nếu mai đây mọi chuyện an bài, con tin tưởng anh có buồn á, nhưng cũng không nỡ trách ai. Biết vậy nhưng mà chuyện này khó lắm. Bắt nó đi đón người yêu của nó về làm vợ anh nó thì làm sao nó chịu nổi. Con có cách này làm mọi chuyện sẽ êm đẹp. Rồi sau đó phần của anh Duy cứ để con lựa lời, con an ủi ảnh cho. Cách gì đó con có thể nói cho bác nghe được không? Dạ mọi việc hai bác cứ tiến hành theo cách này. À.
Ý định của vợ chồng tôi là như vậy đó. Chỗ thâm tình với nhau, tôi thì không câu nệ giàu nghèo. Miễn hai đứa nhỏ nó hạnh phúc với nhau thì bậc cha mẹ như vợ chồng tôi với chị cũng vui lòng mãn nguyện. Ý chị ra sao vậy chị Tám? Dạ, mẹ con tôi được ông bà với cậu đói thương là diễm phúc lắm rồi. Con cái nó lớn khôn, thấy nó vừa ý chỗ nào thì tôi cũng bằng lòng chỗ đó à. Vậy bây giờ để cho hai đứa nó giáp mặt với nhau rồi nói rõ quyết định của mình, sau đó tới phần người lớn tụi mình lo chuyện cưới hỏi hăng chị. Dạ, dạ để tôi gọi cháu. Hoài ơi! Dạ! Ra đây con. Dạ, dạ thưa hai bác, thưa má gọi con. Cháu à, nãy giờ chắc cháu cũng nghe hai bác với má con bàn bạc với nhau về cái chuyện người lớn đó hông. Người lớn thì đồng ý rồi đó. Còn bây giờ con với thằng Duy nên bày tỏ lòng mình đi, để cho hai bên cha mẹ được biết hả con. Dạ thưa ba má, dạ thưa bác, con với Hoài đã thật sự yêu nhau, xin ba má và bác thương tình cho chúng con nên duyên chồng vợ. Vậy ý của cháu Hoài ra làm sao? Dạ, dạ thưa hai bác, dạ thưa má, vì hôn nhân của con, dạ má con quyết định sao thì con chịu vậy. Vậy là tốt rồi. Còn chuyện cưới hỏi thì tôi bàn với chị như vậy, chị coi có được không nha. Dạ. Cái thằng Duy con tôi nó còn đang học, còn bên chị thì cũng mẹ quá con coi, đừng tổ chức đường gà mà nên gián tiện thôi. Khách khứa họ hàng thì đãi bên tôi, không cần phải nhọc công bên nhà của chị. Làm vài mâm cúng với tổ tiên coi như để mình cho hai trẻ nên duyên. Mấy lễ cứ dồn làm thành một cho yên, miệng hai đứa con mình nó dài lao bách niên. Dạ, ông bà nhảy sao thì tôi xin nghe vậy, chứ cảnh nhà tôi thì cũng đâu có xứng đáng gì. Đâu dám đua đòi lễ lộc rền rang. Cũng như ông bà, tôi thích điều giản tiện. Dạ thưa bác, giản tiện chăng là ở chỗ đãi đàng thôi, chứ sinh lễ thì bên con vẫn chu tất đàng hoàng. Con không để cho em Hoài phải chịu phần thua thiệt, vì ai ai cũng có danh dự của mình. Nói hết lòng nhau vì chỗ thâm tình, mình nãy cho ngài quyết định chuyện hôn nhân. Dạ, chẳng hay ông bà có dự định bao giờ chưa? Dạ bởi vì tôi đã... hôm qua ông thầy ông nói ngày nào tốt đó, bà nhớ không? Sao không nhớ? Để coi ông nói cái ngày mùng 9 tháng này ra nè là tốt nhất. Tôi thấy cũng tiện nữa, vì cưới xong cho thằng Duy á, để cho nó yên tâm nó đi học. Mùng 9, vậy cưới xong là sáng hôm sau con phải nhập học liền đó má à. Vậy là vừa dặn quá rồi còn gì. Thôi, cũng trễ rồi. Tôi cảm ơn chị đã chấp nhận ý định của vợ chồng tôi. Bây giờ chúng tôi xin phép về nha. Còn mấy bữa nữa đám cưới rồi, có cần gì chị cứ cho sắp nhỏ tới tìm vợ chồng tôi nghe chị. Dạ ông bà về. Thôi tôi về nghe chị. Bác về nghe cháu. Dạ thưa hai bác về. Bác về. Đi ông. Dạ thưa bác con về. Anh về nghe Hoài. Dạ. Hoài à, con nghe má hỏi nè, chuyện quan trọng như vậy sao con không cho má hay trước? Con làm má bất ngờ lúng túng quá, con biết không? Má, con cũng đâu có ngờ anh Duy ảnh nóng lòng vậy đâu. Con xin lỗi má. Má à, hình như má không vui phải không má? Không vui không phải vì giận con đâu, mà nghĩ đến ngày cưới của con mà lại buồn cho má. Má, tại sao má má phải buồn hả má? Hoài ơi, vì con đã hết lòng thương má, chịu lắm gian truân, nắng mưa dầu dài phong trần, lặng lẽ âm thầm suốt một thời xuân. Nhà mình nghèo thì phải chịu, chứ má với anh hai có sướng gì đâu. Rồi đây con sắp phải du quỳ,
vì má với con không quyết nhục thâm tình nên mới nghe buồn khi con phải hy sinh. Má ơi, chính vì má với con không quyết nhục tình thâm nên hai chữ nghĩa ân mới cao vời như non thai. Con được hôm nay là nhờ ơn tái tạo từ trái tim son đầy nhân hậu. Đời con chịu thiệt thòi nhiều lắm, chính má mới không có gì bù đắp lại cho con. Má được má dưỡng nuôi và hết già yêu thương, vì phút ấy con còn mơ gì hơn nữa. Hoài, Hoài ơi, chỉ tại má nghèo nên đời con vất vả cất bước theo chồng lấy không bằng chi bằng. Là sợi dây chuyền má cất giữ lâu nay, là kỷ vật mà người đã bỏ rơi con để lại. Con sắp theo chồng má đưa con giữ lấy, nó là sự ràng buộc cuối cùng của con với người thân. Có thể người ta không muốn tìm con nữa, sao má vừa trao, không phải mong chờ người ta quay trở lại mà để nhớ hoài ơn đức má thâm sâu. Con à, trên mặt dây chuyền có khắc hai chữ Dê và Hắc quyện vào nhau, có lẽ đó là tên của ba má ruột con chung lại. Cũng là Dê và Hắc, trùng với chữ đầu của tên con với anh Duy. Má à, không biết sự trùng hợp vô tình này có đem đến cho đời con thêm một lần bất hạnh nữa không? Kìa, con đừng nói bậy. Ông trời không phụ lòng người hiền đâu con. Má tin là cuộc đời của con rồi sẽ được nhiều hạnh phúc. Má, con thương má lắm, con không đành xa má đâu. Con Hoài, con của má. Má, dạ thưa ba má cho gọi con. Ờ, khách khứa họ về hết rồi hả con? Con ra ngoài này cho ba má nói chuyện với con một chút. Thằng Duy nó đâu rồi con? Dạ, ảnh uống say quá à, cho nên ngủ mê man từ chiều tới giờ. Con đang săn sóc cho ảnh thì nghe ba má gọi. Con ngồi xuống đó đi, rồi ba má nói chuyện này cho con nghe. Dạ, con đứng nghe ba má nói cũng được mà. Con đừng cãi lời ba, ngồi xuống đó đi con. Ngồi xuống đi con. Dạ, con xin phép ba má. Vợ chồng mình làm bổn phận đi bà. Hoài ơi, ba má xin quỳ trước mặt con đây nè. Kìa, ba má làm gì vậy? Ba má đứng lên đi mà. Không, ba má phải quỳ trước mặt con,
vì ba má là người đã gây nên tội gieo hận sầu xuống đời con. Rồi đây tháng rộng năm dài con phải hiếu hôn, khi đã yêu thương sâu đậm với một người lại phải đem thân làm vợ của một người. Mà xin con hãy mở lòng độ lượng, chấp nhận những thiệt thòi do ba má gây ra. Ba má nói gì mà con không hiểu được, lòng con hiện giờ đang lo sợ hoang mang. Ba má cưới con về không phải, không phải để làm vợ thằng Duy. Ba nói gì? Con không làm vợ anh Duy. Tại sao? Vì con phải làm vợ anh hai nó, là thằng Bảo đó. Con làm vợ anh Bảo? Không, không, không thể được. Không thể nào có chuyện đó. Con yêu anh Duy, con yêu anh Duy. Chính anh Duy đã cưới con. Ba má sắp đặt cho thằng Duy rước dâu giùm anh của nó đó. Không phải, con không tin có chuyện đảo lộn luân thường đạo lý đâu. Anh Duy, anh Duy. Đừng con đừng kêu nó nữa. Vì lúc con ra đây, má đã cho người cõng nó ra xe cho con Thủy chở nó đi rồi. Trời, Hoài, tỉnh dậy đi con. Hoài ơi, buông ra, buông tôi ra. Tại sao các người lại làm như vậy? Tại sao các người nó lừa gạt để giết chết đời tôi? Tại sao? Hoài ơi, lúc nãy má đã tự mình quỳ dưới chân con, cũng là lời thu tội của một con người tự biết mình ích kỷ. Nếu con cho những chuyện má làm là đảo lộn luân thường đạo lý, thì dưới mắt con, má sẵn sàng chấp nhận bị nguyền rủa khinh khi cho đến muôn đời. Má thề không mở miệng than gian dù chỉ một lời, chỉ xin con hiểu cho nỗi lòng người mẹ đối với đứa con tật nguyền bất hạnh khổ đau. Chỉ cần nó yêu đời vui vẻ thì đổi lại bằng giá nào má cũng hy sinh. Nhưng trời ơi, điều duy nhất nó cần lại chính là con, nên buộc má phải đành mang tội lỗi với dấu. Tôi không bao giờ khinh khiết một kẻ tật nguyền như anh, nhưng tôi không có bổn phận phải đem đến cho anh lẽ sống niềm vui, mà những thứ đó lại chính là cả tương lai và cuộc đời con gái. Tại sao các người lại đem những đòi hỏi phi lý đó mà đổ trút xuống đời tôi chứ? Hoài ơi, vì ngoài con ra không còn ai nữa hết. Dù má có đem cả gia tài này để đánh đổi có được đâu, con đã không khinh ghét kẻ tật nguyền như nó, thì con ơi, con hãy cứu lấy cuộc đời bất hạnh khổ đau. Má sẽ đền bù cho con những gì thua thiệt. Từ hôm nay và ngày mai, mãi đến sau này, danh dự của gia đình này và sinh mạng của thằng Bảo đang trông vào tấm lòng đổ lượng. Hận cứ đem đổ trút vào hồn của đây. Tôi chỉ
là một cô gái quê mùa dốt nát, từng chịu đói rách nghèo hèn, từng bị người ta khinh thường bạc đãi. Nhưng tôi cũng là một con người với đầy đủ lý trí và lòng tự trọng. Tôi không cho phép ai biến tôi thành một con vật hy sinh. Ba má không bao giờ đem con làm vật hy sinh. Để nhìn nhận một vấn đề thì ý của mỗi người mỗi khác. Ba má luôn luôn kính trọng những thiệt thòi của con như một ân đức thiêng liêng mà. Điều đó lại càng xa lạ với tôi hơn. Vì tôi chỉ là một cô gái bình thường, chứ không phải là một vị thánh. Vì tình yêu của anh Duy, tôi sẽ im lặng với mọi người. Nhưng tôi không thể tiếp tục ở đây. Tôi phải về với má tôi. Và xin ông bà đừng đến đó quấy rầy tôi nữa. Hoài! Hoài! Hoài ơi, đừng đi con ơi! Hoài! Hoài! Hoài ơi! Ủa? Sáng nay ba không đi làm sao mà ba ngồi đây vậy ba? Ba ngồi chờ con giải thích chuyện tối hôm qua. Hôm qua đưa ảnh về đây, con đã giải thích với ba rồi mà. Đó không phải lý do chính đáng. Hay nói cho đúng hơn, đó là những chuyện điên rồ phi lý mà khó ai chấp nhận nổi. Nhưng đó lại là sự thật đó ba. Nếu như đó là sự thật thì anh chị Hương đã thương con rất mù quáng điên rồ, rốt cuộc sẽ đau thương cho tất cả mọi người. Không khéo rồi đây sẽ xảy ra bi kịch. Phần con cũng không tìm ra lợi ích gì đâu. Lát nữa đây khi thằng Duy tỉnh lại, cho dù nó tin tất cả là sự thật, cũng đâu chắc gì nó chấp nhận tình con. Nhưng ba à, khi cuộc hôn nhân đã tiến hành êm đẹp, anh Bảo đã là chồng cô gái kia trọn vẹn, họ không còn tìm đến nhau được nữa, thì sớm muộn gì Duy cũng thuộc về con. Giá trị tình yêu là tự nguyện chân thành, đâu tốt đẹp gì khi giành giật đổi trao. Nếu thương con xin ba chớ xen vào, con không thể nào để đánh mất anh Duy. Thủy, ba thương yêu chiều chuộng con nên con đã quen sống đua đòi buông thả, quá dễ dãi trong chuyện yêu đương. Thằng Duy nó đã không yêu con thì con sẽ được gì sau những chuyện mà con vừa sắp đặt chứ? Con sẽ có cách làm cho họ phải xa nhau, thì con cũng sẽ có cách chiếm hữu anh Duy mãi mãi. Thằng Duy không phải là cái loại người dễ dàng sa ngã đâu. Nó thông minh và chín chắn. Chính vì vậy mà con mới yêu ảnh, và con không thể nào mất ảnh. Nhưng việc làm của con là những mưu mô gian xảo và độc ác mà một kẻ làm cha ba không thể nào chấp nhận. Ba có chấp nhận hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi ba. Bây giờ mọi chuyện sắp kết thúc, con đã sắp đạt mục đích rồi. Ba ngăn cấm con thì ba vãn hồi được gì nữa? Mày im đi. Tao không ngờ lại có một đứa con gái hư đốn như mày. Con gái hư à? Cho đến giờ phút này ba mới chịu nói ra lời nhận xét về con mà từ lâu ba giấu kín. Phải, dưới mắt ba, con chỉ là một đứa con ương hèn hư đốn, không thừa hưởng được nơi ba một người cao quý và danh giá sạch trong những phẩm hạnh người. Mày định ám chỉ điều gì chứ? Con chỉ muốn ngợi ca lòng chung thủy cao vời, nên dù đến với má con bằng đàng hoàng hôn lễ, nhưng ba vẫn không thể nào quên bỏ được tình. Đã dành ra biết bao khoảng thời gian, đã lừa dối má con và bỏ công tìm kiếm. Má con lâm bệnh qua đời đột ngột, chỉ có một mình con than khóc cạnh quan tài. Ba không phủ nhận lầm lỗi của ba, nhưng nếu đem khuyết điểm của người khác để ngụy biện cho cái sai của mình thì thật là vô cùng tồi tệ. Con không ngụy biện, con chỉ muốn cho ba hiểu rõ là con sống như ngày hôm nay là tại vì ai. Nếu ba đừng bỏ con một mình đi dông ruổi khắp nơi thì con đâu phải chán chường và buông xuôi tất cả.
Thủy, cái ngày mà bá quyết định không đi tìm kiếm nữa cũng là ngày mà bá đã thành tâm tạ lỗi với con. Bá thương cho tuổi thơ năm tháng mỏi mòn nên muốn đền trả cho con bằng tình thương vô hạn. Con ơi, bá chỉ vô tình phạm phải điều sai mà cả cuộc đời cứ nghe lòng say sức, thì con chớ vì tình yêu vô vọng mà tự lao thân vào bể hắn trời sâu. Con cảm ơn lời khuyên của ba, nhưng nếu ba muốn cho gia đình cha con hòa thuận, nếu ba không muốn cho con nhớ lại chuyện xưa, con chỉ xin ba, ba hãy để cho con được tự do quyết định việc của con làm, hậu quả ra sao thì một mình con chịu. Thủy, Thủy, Hoài ơi, Hoài à, em đâu rồi? Anh khát nước quá, rót giùm anh miếng nước đi em. Nè, nước đây nè anh uống đi. Ơ kìa, Thủy, tại sao lại là Thủy? Còn đây là đâu? Đây là nhà của em, anh ở trong ngôi nhà này mấy năm học rồi mà anh không nhớ sao? Tại sao anh lại ở đây? Còn Hoài đâu? Vợ của anh đâu rồi? Hôm nay là ngày anh nhập học, bác nhờ em đưa anh về đây hồi đêm qua để sáng nay anh kịp lễ khai trường. Nhưng mà anh ngủ mê quá, em kêu hoài không có được hả? Anh có cảm giác như mọi chuyện không được bình thường. Em hãy nói cho anh biết đi Thủy, chuyện gì? Ngược lại, mọi chuyện rất bình thường và em đẹp. Đám cưới của anh đã xong, vợ anh đang ở dưới quê cùng hai bác, còn anh thì phải ở đây tiếp tục học hành, có gì lạ đâu anh. Thủy, con không có quyền che giấu nữa. Ba không thể để một mình con hứng chịu hậu quả sau này. Ba, cháu Duy, đây quả là một âm mưu để Thủy chia quyền mà ba má con với Thủy đã sắp bày, vì thương cho cảnh tật nguyền của thằng Bảo mới tạo ra điều đảo lộn tôn ti. Sự thật thế nào bác hãy nói ra đi. Cô can hệ gì đến bệnh tật của anh con? Ba má con làm gì âm mưu đó ra sao? Thằng Bảo nó cũng yêu say đắm cô Hoài, và đám cưới vừa rồi là cưới vợ cho anh con. Cưới vợ cho anh con? Cưới em Hoài cho Bảo? Không, không phải đâu. Chính ba má và con qua tận nhà dạm hỏi, sáng hôm qua cũng chính con đi đón dâu mà, làm sao lại có chuyện đó được hả bác? Anh Duy, đến nước này em cũng không giấu anh nữa, những gì anh vừa nghe hoàn toàn là sự thật. Anh Bảo đã yêu Hoài, ba má anh cưới Hoài là để làm vợ anh Bảo. Vai trò của anh chỉ là tấm bình phong che đậy cho một cuộc hôn nhân đầy mưu mô chiếm đoạt. Vô lý, thật là vô lý. Anh hai, tôi không bao giờ chấp nhận chiếm đoạt tình yêu của em trai mình. Tôi phải về dưới ngay bây giờ. Tôi không thể để cho ba má tôi tạo ra điều oan nghiệt được. Muộn rồi. Tôi anh Bảo chỉ là một kẻ vô tình không hay biết. Nhưng đêm qua là đêm động phòng qua chút. Cô Hoài ngủ mê man vì thuốc ngủ cũng như anh, và cái điều mà anh cho là oan nghiệt ấy đã xảy ra không thể nào cứu vãn. Xác thân của cô Hoài đã thuộc về anh Bảo mất rồi. Trời ơi, trời ơi, độc ác, một âm mưu vô cùng độc ác. Chẳng thà các người cứ giết chết tôi đi. Tại sao, tại sao nỡ đày đọa một người con gái hiền lành phải sa vào bể trăm luân trọn đời trọn kiếp? Ba má, ba má ơi, sao đành lòng gây ra cho dở dang duyên tình của con? Niềm đau xót xa dâng cho tim quật nghẹn vắng đầy tan tóc. Người sanh thành ra tôi, nỡ giết tôi đoan đằng hay sao? Kiếp
qua rồi sẽ phai tàn mau. Vui lắm trong thương sầu, em hỡi còn đâu. Nay mình đành chia xa, ai biết ai hay. Đau xé con tim này, còn gì em ơi. Em yêu cho lòng tôi hơn quán chân người ơi. Đau đớn này như chất đầy, quay trở về đành giá. Đời tôi để đem lại niềm vui cho người anh bất hạnh. Nhưng đừng tạo những quan khiên văn bài nghịch cảnh đưa đẩy chúng tôi vào nơi vực thẳm muôn trùng. Mỗi người sẽ ôm trọn niềm đau đến hơi thở sau cùng. Hiểu được mọi điều gian dối thì bất hạnh rõ đài sẽ thêm nặng nề hơn. Tình thương mà ba má tôi ban cho sẽ biến thành bão tố số đời anh ngục ngà. Và một cô gái đương xuân hiền lành vô tội phải cam chịu xót xa khổ hận đến muôn đời. Đó sẽ là một bi kịch không thể nào tránh khỏi. Bác không hiểu ba má con suy nghĩ thế nào mà lại gây nên cảnh trạng hôm nay. Còn em nữa, tại sao em lại nhúng tay vào việc này? Tại sao em có thể chấp nhận làm một kẻ đồng lõa để giết chết đi một tình yêu nồng thắm chứ? Em phải giết chết một tình yêu này để bảo vệ cho một tình yêu khác. Duy ơi, là những lời chân thần nhất. Đã đến lúc anh phải biết rằng em đã tha thiết yêu anh. Xin anh hãy quên đi một niềm đau dang dở để đón một tình yêu đang nức nở gọi mời. Nếu như phải cần một thời gian đủ để anh quên thì dù có bao lâu sẵn sàng chờ đợi. Chỉ cần anh cho em một niềm hy vọng và tha thứ cho những gì em đã trót gây ra. Thủy, em đã yêu đương một cách mù quáng. Chính em đã tự mình hủy diệt đi những gì tốt đẹp mà anh nghĩ về em. Và rất tiếc, thứ mà em đang cần anh không thể cho em, vì tất cả anh đã dành cho người con gái mà anh yêu tha thiết. Chào em, xin phép bác con về. Anh Duy. Thằng Duy nó đã cho con câu trả lời xác đáng, con còn đuổi theo nó để làm gì nữa? Tại ba hết á. Sự thể như vậy ba vừa ý ba chưa? Nếu như con mất anh Duy thì ba cũng đừng bao giờ chờ đợi con trở về đây nữa. Thủy, hãy nghe ba nói nè. Thủy, trả lời cho tôi cái chuyện này đi. Ông bà Hương kìa, cháu Kiệt, cháu đừng la lớn, bình tĩnh đi cháu, bình tĩnh. Chuyện động trời động đất như vậy mà ông bà bảo tôi bình tĩnh hả? Tôi muốn hỏi ông bà định giở cái trò gì để hại đời em gái của tôi đây hả? Kiệt ơi, chuyện đang rối rắm, bây giờ cháu hãy về nhà đi,
Rồi hai bác sẽ qua giải thích với má cháu sau. Cháu đừng la lớn, lỡ Bảo nó nghe được thì hai bác khổ lắm. Bác năn nỉ cháu mà. Nếu nó chưa biết thì tôi càng phải cho nó biết. Ông bà hãy tránh ra. Tránh ra để tôi hỏi tội nó. Ba má ơi, chuyện gì bầu ồn ào vậy má hả? Ủa, anh Kiệt, anh mới qua hả? Anh Kiệt nè, vợ em nó không có đi chung với anh sao? Ai là vợ của mày vậy? Kiệt ơi, bắt lại cháu mà. Bắt lại cháu. Cháu về đi Kiệt ơi. Anh Kiệt à, anh nói gì lạ vậy? Sự thật đã xảy ra chuyện gì? Nếu như mày muốn biết thì hỏi ngay cha mẹ của mày. Chính hai người đã sắp đặt âm mưu để hôm nay xảy ra cảnh tình này. Bảo ơi, con đừng nghe nó nói bậy. Con hãy vào trong đi, đừng thắc mắc làm gì. Không, nếu như không hiểu rõ ngọn ngành thì con không bao giờ im lặng được đâu. Má, anh Kiệt, chuyện xảy ra như sau, anh nói đi anh Kiệt. Kiệt ơi, chuyện xảy ra đã đủ lắm rồi. Đủ hay không cũng phải nói cho rõ ràng. Sự thật con hoài phải là vợ của thằng Duy. Anh nói bậy. Tao không nói bậy, chính ông bà đấy làm bậy. Thằng Duy với con Hoài yêu nhau, ông bà dựng lên cái đám cưới của hai đứa nó. Rồi sau đó bắt con Hoài phải làm vợ của mày. Em gái tao chứ đâu phải là một món hàng mà muốn giao cuộc đời của nó cho ai tùy thích chứ. Bây giờ nó đang khóc cho đòi chết ở bên nhà đó, mày có biết không? Ba má, sự thật có phải vậy không? Bảo ơi, tất cả những gì ba má làm là vì thương con. Trời ơi, không ai ngăn cấm cái chuyện thương con của ông bà. Nhưng mà ông bà không có quyền hạ bà em gái của tôi. Nó có tội tình gì chứ? Trời ơi, thì ra tôi đã giành giật tình yêu của em trai tôi. Thì ra tôi đã vô tình làm hại một đời người con gái. Bảo ơi, lỗi không phải do con mà do ba với má đây nè. Tại sao ba má lại giấu con chuyện Duy và Hoài yêu nhau? Tại sao ba má biến con thành một kẻ ích kỷ sâu xa và độc ác, để cho em con ôm nỗi lòng tan nát và trái tim con cũng vỡ vụn tan tành? Có yêu Hoài bao nhiêu thì con cũng không đành. Thà con chấp nhận cô đơn trong cuộc đời bất hạnh để em con được vuông tròn duyên nợ lứa đôi. Con có buồn có khổ bao nhiêu cũng đâu bằng nỗi đau cho cảnh tình nghiệt ngà. Mọi chuyện giờ đây phơi bày tất cả. Con biết sống làm sao trong bão tố quay cuồng. Ba má đã cho con được gì đây? Đã mất tình yêu và mất luôn đứa em mà con yêu quý. Vì nếu trên đời còn có con hiện diện thì Duy với Hoài khó về lại bên nhau. Thằng Duy nó rất yêu quý con, cũng như ba má. Nó sẽ vui lòng hy sinh cho con mà. Những điều đó chỉ làm cho con càng thấy mình là một con người vô, một con người thừa thãi và là gánh nặng của người thân. Ba má và em Duy không có lỗi trong sự bất hạnh của con, thì con không có quyền đòi hỏi mọi người phải hy sinh cho con điều gì cả. Hoài ơi, Hoài ơi, em đâu rồi? Anh về với em nè Hoài ơi. Hoài à, em đâu rồi? Đó, ba má có nghe không? Ba má có nghe tiếng kêu xé ruột xé lòng của nó hay không? Hoài ơi, ba má, Hoài của con đâu rồi? Hoài có làm sao không? Hoài đâu rồi hả? Nó chạy về bên nhà, nó khóc suốt từ đêm qua cho tới giờ. Nó chờ mày về để giải quyết cái chuyện này cho ngã ngủ. Mày phải làm cách nào để trả danh dự lại cho em tao? Nếu như nó có mệnh hệ nào, tao không để yên cho mày đâu. Nhớ, tao về nhà tao chờ mày đó. Ba má, ba má đã bày ra chuyện gì đấy? Nếu không chấp nhận cho con lấy Hoài
thì cũng đâu cần phải tạo ra điều quán nghiệt. Ba má đã giết Hoài và giết luôn cả chính con rồi, ba má ơi. Duy, em đừng khóc nữa. Hai lại gần anh hai nè. Hai trách giận thằng anh hai vô tình này đi. Cũng chỉ vì thương anh, chứ ba má nào có lỗi. Em, Duy ơi, em hãy mắng nhiếc anh đi. Anh sẵn sàng lặng im cúi đầu mà tạ tội. Hãy nguyền rủa anh đi, Duy. Anh hai, anh hai ơi, trong cuộc đời em chỉ có anh là người mà em yêu quý nhất. Mọi thứ anh cần em đều có thể dâng tặng cho anh. Nhưng nếu thương em thì xin anh hãy hiểu cho em. Em không có quyền chà đạp lên tình yêu rất đỗi thiêng liêng của một người con gái. Em xin được quỳ dưới chân anh. Duy ơi, Duy, để van cầu bằng tất cả thành tâm. Mong anh đừng thương xót đời cô gái mồ côi. Bất hạnh đóa đài tờ thuở mới nằm nuôi. Đừng để đau thương khổ hận suốt cuộc đời. Em muốn đưa anh hòa chung vào cuộc sống. Thổn thức với tình yêu thì cũng là ngày anh tạo cảnh bi thương. Cũng chỉ vì anh mà em chịu lắm đoạn trường. Anh muốn chết đi cho với niềm tuổi hồ. Không, anh là người vô tội. Anh có quyền ước mơ và khát vọng trong lành. Các con ơi, chỉ tại ma gây nên bao nghịch cánh cơ gầu. Các con cứ hờn trách ma để cho tâm hồn. Trời ơi, còn chi nữa mà trách mà than. Một đời quá giờ đã phai tàn, cho cả ba người rơi vào cảnh trái ngang. Duy, em hãy nghe anh nói nè. Là một cánh hoa còn phong nhụy xuân hồng. Anh hai, anh nói gì có nghĩa là sao? Em bị đưa đi, anh cũng bị sai vui. Khi hiểu chuyện ra thì Hoài cũng dối bỏ đi. Ba má đã mời con Hoài ra, nói cho nó nghe hết sự tình. Và gian xin nó hãy thương ba má mà chấp nhận làm vợ anh con. Nhưng nó khóc lóc oán hờn ba má, rồi vội bỏ đi ngay lúc đó. Chuyện đã như thế này, ba má vô cùng ân hận. Má muốn cho thằng Bảo nó được vui, để đền bù nỗi bất hạnh đọa đày. Nhưng rồi rốt cuộc lại đem đến cho con những nỗi đau sầu khổ ấy. Bây giờ
anh em con cứ tự quyền định đoạt. Má không biết nói gì hơn. Má xin lỗi hai con. Má. Thôi bà, bà đừng xúc động nữa, coi chừng có hại cho sức khỏe. Để tôi đưa bà vô nghỉ bà. Duy, em hãy mau tìm Hoài đi em. Đi đi. Còn anh? Em đừng lo cho anh. Sau chuyện này, anh mới thấy cuộc sống còn tràn trề bao khát vọng. Anh mới cảm nhận được tình yêu nó cao đẹp biết bao. Anh phải tiếp tục sống, sống để chiêm ngưỡng tình yêu của hai em và tìm kiếm cho anh một tình yêu chân thành giản dị. Em cứ đi tìm Hoài đi. Nhưng em chỉ sợ Hoài sẽ không chịu gặp em. Làm sao có thể gặp anh được? Tất cả đã muộn màng rồi anh Duy à. Tốt nhất anh hãy trở lại nhà em. Em sẽ lo lắng cho anh tiếp tục yên tâm mà ăn học. Không, tôi không muốn trở về nơi đó nữa. Vì chính em cũng là cái bóng đen ám ảnh cuộc đời tôi. Em vẫn biết anh khó lòng tha thứ, nhưng em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, mà em sẽ dành cho anh những giây phút bình yên với cuộc sống riêng, cho đến khi nào quên hết chuyện đau buồn. Trong lúc tâm hồn của anh đang chao đao, em biết anh rất cần một chỗ để tựa nương. Em sẽ dành cho anh tất cả tình thương. Nếu phải hàng ngày đối diện với cô thì những đau buồn sẽ sâu nặng thêm hơn. Tôi đã bỏ qua những chuyện của cô làm, thì cũng xin đừng tìm đến để phiền tôi. Thủy à, em rất nông nổi khi bày ra những chuyện này. Rốt cuộc rồi em cũng không được gì đâu. Đừng cứ tiếp tục làm rạn vỡ những tình cảm của hai gia đình đã từ lâu tốt đẹp. Anh Bảo à, khi ba em làm đổ bể chuyện này, em đã biết rằng từ nay em sẽ mất anh Duy vĩnh viễn. Nhưng tánh của em, hễ ăn không được thì em phải phá cho hôi. Con Hoài nó đã thất thân với anh rồi, thì nó cũng sẽ vĩnh viễn không còn là tình địch của em được nữa chứ. Mọi chuyện không xảy ra như ý của cô đâu. Tấm thân tôi vẫn vẹn nguyên và không thuộc về ai cả. Kìa, Hoài. Tôi cần gặp ông bà. Được rồi, để tôi vào mời ba má của tôi ra. Thưa bác, con... Cậu đừng nói gì nữa hết. Mẹ con tôi bị khinh thường như vậy đã quá đủ rồi. Tôi đưa nó qua đây là để trả lại lễ vật cho ba má cậu và bãi bỏ cuộc hôn nhân đầy tội lỗi. Đây, cậu cầm lấy đi. Thì ra công lao của tôi không phải là vô ích. Thủy, bao nhiêu đó đủ rồi. Con hãy thức tỉnh đi và theo ba về lập tức. Đừng tiếp tục sai lầm nữa con. Hãy theo ba về đi con. Con chưa về được đâu ba, vì chưa chứng kiến được hồi kết cuộc đầy lý thú. Con cần phải nhắc nhở cô gái này một điều. Nè, nếu đã quyết lòng đoạn tuyệt thì cô cũng nên dứt bỏ đi kỷ vật đáng nguyền rủa này. Cô muốn làm gì chứ? Thủy, cô cũng muốn gì ở người ta nữa chứ? Hai chữ VH quyện vào nhau. Nếu thật sự muốn quên nhau thì nó còn đeo làm gì kỹ vật có khắc tên anh và nó chứ? Hả? Sợi dây chuyền này. Cô Hoài, tại sao cô lại có sợi dây chuyền này? Con gái ông đã lầm rồi. Chữ V, chữ H không phải là tên của cậu Duy với con Hoài đâu. Sợi dây chuyền này được đeo trên người của con Hoài khi tôi lượm được nó đang nằm khóc ngoài ngôi miếu. Có lẽ đây là kỷ vật mà người bỏ rơi nó đã để lại năm xưa. Trời ơi! Thì ra đứa bé ấy thật sự bị bỏ rơi. Đứa bé mà mười năm mấy năm qua tôi đã mỏi mòn tìm kiếm. Bác ơi, có phải bác muốn nói về đứa bé con của người vợ trước mà bác đã từng kể cho con nghe phải không bác? Phải. Nói gì? Ngoài đây chính là... Là con ruột của tôi. Lưu lạc nổi trôi gần 20 năm dài, để tôi phải tha phương tìm kiếm bao ngày. Ba. Rồi dòng
dòng đời xuôi ngược. Mong nổi ăn năn đi tìm kiếm con mình. Em nên mở rộng vòng tay để đón lấy một thâm tình. Hoài cô ẩn tình nào, sẽ không có lý do nào để biện minh cho hành động bỏ rơi đứa con vô tội. Con không muốn nghe gì nữa hết. Nếu thật sự ông là cha của đứa bé ngày xưa, thì xin ông hãy cứ xem như nó đã chết rồi trong cái đêm mưa gió đó. Nó chết vì nỗi say, nó chết vì sự vô tình độc ác của chính những người từng đã sinh ra nó. Hoài, Hoài ơi. Em Hoài, Hoài ơi, chờ anh theo với Hoài. Hoài ơi, Hoài à, em ở đâu rồi? Hoài ơi. Kìa, Hoài. Em hãy bình tĩnh lại đi. Hãy theo anh về nghe Hoài. Anh cũng gian ra đi. Anh đừng đến gần tôi nữa. Tôi sợ lắm rồi Hoài. Cuộc đời bất hạnh của tôi giờ đây đã chất ngất những nỗi đau vô tận. Làm sao, làm sao chúng ta có thể đến bên nhau Hoài à? Khi anh sẽ mang tiếng tranh giành người yêu của một người anh tật nguyện. Còn tôi, tôi sẽ mang tiếng cướp đoạt tình yêu của đứa em khác mẹ. Nhưng họ phải hiểu, và anh tin chắc là họ sẽ không bao giờ đòi hỏi ở em chút lòng thương hại đâu em. Thứ tình cảm đó vô cùng xa lạ đối với tôi. Một cô gái quê mùa chất phác như tôi chỉ có được những tình thương ngọt ngào chân thật. Nó giản dị đơn sơ như bờ cây thừa đất, nên chưa biết tặng cho ai lòng thương hại bao giờ. Mình đã từng cho nhau những mơ ước đợi chờ, rồi cũng bị xuống ngã bên bờ định mệnh, để cho mỗi tâm hồn khắc đầm giữa thương. Cảnh này chúng ta vẫn có thể tìm ra lối thoát mà em. Không thể nào đâu, em thấy mình không đủ sức vượt qua nghịch cảnh. Em đã mệt mỏi lắm rồi. Hoài ơi, đừng để tâm hồn em luôn nặng nề ám ảnh, cũng đừng để tim anh đầy ắp nỗi thương đau.
sự thật thì anh Bảo đã nhận ra mình vẫn còn biết khát khao tìm ra lẽ sống. Và anh tin Thủy cũng bừng tỉnh cơn ngạo mộng để vui chung niềm hạnh phúc của người thân. Vậy em đừng chọn cho mình đời cô độc để mặc thời gian làm mòn mỏi linh hồn. Em hãy giang tay mà đón những cội nguồn và giữ lại một tình yêu tha thiết. Đời trả cho em một niềm tin mãnh liệt để em biết yêu đời và vĩnh biệt niềm đau. Cảm ơn những lời khuyên của anh, nhưng từ lâu rồi ai cũng cho rằng em xung khắc với mọi người. Lần nào gặp em, anh cũng bị nhiều tai nạn. Em không muốn mình liên lụy tới những người thân. Bây giờ anh nói thật cho em nghe, những chuyện rắc rối khi gặp em là do anh cố tình tạo ra. Anh muốn đó là những kỷ niệm đẹp trong đời. Hay nói đúng hơn, anh muốn gây cho em nhiều ấn tượng để chiếm được tình cảm của em, chứ hoàn toàn không phải là tai nạn bất ngờ như em nghĩ đâu. Hoài ơi! Hoài! Má! Con! Má! Hoài à! Con hãy nghe lời má, đừng cố chấp nữa con. Má xin con hãy bình tĩnh mà lắng nghe ba con đầu đuôi phân giải. Ba con là một người cha đáng thương hơn là đáng trách con à. Hoài, con, ông đã nói những gì để thuyết phục má tôi? Hoài, ba chỉ nói ra sự thật của năm xưa, và xin con hiểu cho ba hoàn toàn không muốn đổ lỗi cho người vắng mặt, mà ba vẫn thành tâm cúi đầu tạ lỗi. Dù 20 năm trước ba cũng chỉ là một nàng nhân, ba má gặp nhau trong cảnh cơ bằng xe duyên nợ ân tình bên mãi lá. Con được sinh ra trong tháng ngày yên ả, tiếng khóc đầu tiên như ngọc ngà vô giá, ba thấy như cỏ cây cũng nghiêng ngả reo mừng. Nhưng hạnh phúc phù du sao ngắn ngủi vô chừng, mà con ngao ngán cảnh đói nghèo cơ cực nên đã lén bồng con bỏ trốn ra đi. Nghe đâu gã nhân tình kia đã ép buộc má con phải dứt bỏ con đi như đoạn lìa dĩ dàng, nên cuộc đời con mới nổi trôi phiêu bạc và cuộc đời ba khô cạn lệ thâm tình. Ba em không hề quý bỏ rơi em, sau đó không vì lang thang tìm kiếm em, mà mẹ của Thủy qua đời trong lặng lẽ. Thủy luôn mặc cảm với cha, cuộc đời của ba em cũng nhiều bất hạnh lắm Hoài ơi. Ba! Ba! Hoài, con của ba. Ba ơi, nếu như mọi chuyện đều là sự thật thì con của ba như núi như non, vì nông cạn nên lâu nay em hờn em trách. Em đã tự đưa mình vào bế tắc để người chỉ cùng cha khác mẹ phải đau buồn.
vì ông bác đi, vì Hoài mà bỏ qua mọi lỗi lầm của Thủy cũng như của ba má cháu. Dạ thưa bác, chứng kiến được ngày cha con đoàn tụ sau 20 năm dài lưu lạc nỗi đôi, cháu bỗng nghe lòng thoáng một nỗi vui trước tình quyết nhột bao la vô bờ bên, và cảm thông nỗi lòng ba má cháu cũng vì thương con mà phạm phải sai lầm. Ba má cháu đã hiểu thì cháu cũng xem đó như bài học trong quãng đời còn lại ở mai sau, chứ không đem buồn tối hận sầu làm áng mây mù về phủ lấy tự thân. Chị Hoài, em cũng đã biết lỗi rồi, chị cũng đừng buồn giận em nha chị. Lúc này chị thấy thương em chứ không buồn giận em đâu. Thưa chị, con gái tôi còn sống được và khôn lớn đến ngày nay cũng nhờ nơi ân sâu của chị. Nếu giờ đây tôi dùng hai chữ đền ơn thì sẽ xúc phạm đến một tấm lòng nhân hậu thanh cao. Tôi chỉ xin được phép xem chị như là chỗ thăm tình để con gái của tôi nó được tròn bổn phận làm con với chị. Tôi thật không biết phải nói gì. Thấy con Hoài nó tìm lại được cha ruột của nó, tôi mừng lắm. Má, dù sao con cũng không thể xa má được đâu. Con sẽ ở bên má như lâu nay, con sẽ phụng dưỡng má cho đến ngày 100 tuổi. Ba cũng rất tán thành điều đó. Cháu Duy à? Dạ. Sợi dây chuyền này khắc chữ V và chữ H là tên Dũng của tôi và tên Quyền của má nó. Tôi muốn bỏ nó đi, như cởi bỏ khỏi cuộc đời của cha con tôi những ưu phiền bất hạnh. Vậy cháu có thể tặng cho Hoài sợi dây chuyền khác có khắc tên cháu và tên nó được không? Dạ thưa bác, cháu thì lúc nào cũng sẵn sàng. Cháu chỉ sợ Hoài không thèm nhận. Hoài sẽ nhận và phải nhận, vì đám cưới vừa rồi chính là của hai em. Xin hai em sống thật hạnh phúc bên nhau để sửa chữa những lỗi lầm của bao người thân thuộc. Anh hai, anh sẽ vui chung niềm hạnh phúc của hai em và sẽ tiếp tục học vẽ tranh. Anh phải đi trọn con đường mà em đã bỏ công lao dìu dắt anh lúc trước. Em nữa, em cũng sẽ bắt chước anh Bảo cố gắng học hành để anh chị có thể yên tâm mà sống trong hạnh phúc. Vậy thì hai con hãy nắm tay nhau mà hát lại bài Điệp Khúc của Tình Yêu. Hoài em, anh Duy.
Chôn từ nơi